Phụng thiên thành ứng, hoàng đế chiếu ước. Trẫm đi tuần giang nam, xem xét dân tình. Ngày 15 ở lại Gia Ninh. Các quan cần kiệm chuẩn bị, không cần phô trương bày vẽ, nghênh giá theo thông lệ. Nay cử thị lang hòa thân làm khâm sai đại thần kiểm nghiệm. Khâm thử. Lĩnh chỉ. Mời các vị đứng dậy. Cảm ơn đại nhân. Mời đứng dậy. Thưa các vị, hòa thân tôi lần này đội ơn Hoàng thượng đến Giang Ninh kiểm tra công việc đón tiếp Hoàng thượng đi tuần. Mong các vị hết sức giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm phiền các vị. Hòa đại nhân, chuyến này vất vả quá. Ồ, tuần phủ đại nhân dạo này thế nào? Tiểu nhân đã sắp sẵn bữa tiệc để tẩy trần cho ngài ạ. Đa tạ. Nhưng mọi thứ phải tiết kiệm, không được bày vẽ ra nhiều quá. Hòa đại nhân, xin mời. Đa tạ các vị. Ồ, anh Gù đấy hả? Hòa đại nhân, thế nào? Đôi giày Hoàng thượng ban cho, anh vẫn còn đi đấy chứ? Đi, thường xuyên đi. Nếu không đi vừa, ta có thể tấu lên Hoàng thượng ban cho anh đôi khác. Đâu dám phiền đến Hòa đại nhân. Đâu dám. Hoàng thượng Thánh Đức Lồng Lộng đã nhiều lần có lệnh cấm tiệc. Thế mà Giang Ninh ta có tai như điếc. Chỉ mỗi hai bên bờ sông đã có tới 72 kỹ viện, nhờ nhuốc hết chỗ nói. Lần này, Thánh Thượng ghé lại Giang Ninh xem xét dân tình. Nếu Hoàng Thượng nhìn thấy những thứ đó, ắt tổn hại đến Long Nhan, mà chúng ta cũng mang tội không làm theo chỉ dụ, mang tội với Thánh Thượng. Như thế không những phụ bạc ân huệ triều đình, mà còn ăn không bổng lộc. Nay ta thừa lệnh chỉnh đốn phòng hóa. Điều đầu tiên quan trọng nhất là cấm không cho hủ lậu bán dâm lan tràn. Thưa đại nhân, Hoàng thượng sắp xuống đến nơi, đại nhân sai con làm cái gì đi ạ? Nhà ngươi làm được gì? Thưa đại nhân, con không dám kén chọn ạ. Nghe đại nhân sai bảo làm gì cũng được ạ. Thưa ông, Lưu Dung đến ạ. Để ông ta vào. Dạ, cho mời Lưu đại nhân. Hạ quan Lưu Dung yết kiến tuần phủ đại nhân. Lưu đại nhân, Hoàng thượng sắp đến đây rồi. Việc chỉnh đốn địa phương ông đã làm đến đâu rồi? Thưa đại nhân, để nghênh tiếp thánh giá và chỉnh đốn phong hóa, tôi đã cho đóng cửa tất cả 72 kỹ viện. Cái gì? Đại nhân làm sao thế ạ? Đại nhân, bím tóc đâu? Bím tóc đâu rồi? Thưa đại nhân đây ạ, bím tóc của ngài. Xin hỏi đại nhân, hạ quan có làm điều gì không thỏa đáng không ạ? Tốt. Cảm ơn đại nhân. Làm thế tốt lắm. Dạ, cảm ơn đại nhân khen ngợi. Đi ra, đồ con khỉ. Ôi da.
Mời ông vào. Đây là phu nhân nhà tôi. Chào phu nhân. Tôi nghe nói Lục Vương theo Hoàng thượng đi tuần. Lục Vương uống rượu nổi tiếng một vùng, mà rượu ông uống do phu nhân nấu lấy. Phường rượu chúng tôi xin biếu phu nhân mấy gánh nước lấy từ Tuyền Mỹ Nhân. Đây là thuốc nấu rượu và bí quyết pha chế. Cảm ơn ông. Cứ để lại đấy. Ồ không không, gánh vào trong nhà. Túy Xuân Lầu. Làm gì thế nhỉ? Bỏ biển ký viện đi à? Ồ, hoàn lương chắc. Xin có lời chúc mừng bà. Không dám. Từ hôm nay trở đi các cô gái nhà này không tiếp khách nữa, chuyển sang làm nghề thêu thùa. Tuần phủ đại nhân đề tặng biện mới phải không bà? Thế là bà bình mới rượu cũ hả? Ôi chà, ông già này tình khôn đáo để. Chà chà, phòng khách này trang trí tào nhã ra phết. Mời ngài dùng trà. Này, ta nghe nói kỹ nữ nổi danh ở đây có cái phòng mới. Dạ. Phiền hai vị lập danh sách trạng nguyên, khám hoa, bảng nhãn ở địa phương. Khi nào Hoàng thượng đến, dâng lên Hoàng thượng ngự lãm. Tri phủ Ninh Giang đã đóng hết cửa kỹ viện rồi ạ. Thật không? Tôi đã đổi lầu xanh thành lầu thêu thùa rồi ạ. Ồ, ngài quả là nhanh trí. Đa tạ Hòa đại nhân khen ngợi. Ta suốt ngày ở bên Hoàng thượng, nên biết từ cổ chí kim, nhà vua đều thấy buồn. Lần này Hoàng thượng đi tuần, đương nhiên là vì việc nước. Dạ dạ. Nhưng chúng ta là thần dân thì phải biết lo cho Hoàng thượng chứ, hả? Sao cho chuyến đi này Hoàng thượng được vui nhiều, được khoái nhiều, hả? Làm thế nào để Hoàng thượng vui ạ? Thì cứ vắt óc mà nghĩ. Lần này Hoàng thượng xuống thăm Giang Nam, đó là cái phúc lớn của dân địa phương ta. Vùng Giang Nam giàu có, được tiếng là thiên đường. Theo tôi lần này phải làm sao thật linh đình, thật vui nhộn. Thưa đại nhân, còn chỗ nào chưa chu toàn, mong đại nhân chỉ bảo. Điều đó khó gì? Giang Nam nhiều núi đẹp, Hoàng thượng thích lễ Phật luận thiền. Bây giờ nghĩ ra một trò tiêu khiển mới gì đó, chẳng hạn như là thăm chùa vãn cảnh. Thăm chùa dâng hương à? Nhưng tìm đâu ra sư sãi bây giờ ạ? Ôi, cái ấy thì có khó gì? Chỉ cần tốn nhiều bạc là xong hết. Tìm mấy đứa học trò ở đây, gột tóc chúng đi, cho tụng kinh vài ngày, ăn chay vài ngày. Khi nào Hoàng thượng đi rồi, cho chúng để tóc hoàn tục. Tự nhiên được một số bạc lớn, bọn học trò nghèo ấy, đứa nào chả muốn làm. Giỏi, ngài giỏi lắm. Cảm ơn đại nhân khen ngợi.
Phủ đài đại nhân thật cao kiến, nhưng hoàng thượng muốn mọi chuyện chỉ làm đơn giản thôi. Nếu để hoàng thượng trách tội thì... Nhưng cái đó là nói để dân chúng nghe thôi. Hòa mỗ này suốt ngày ở bên cạnh hoàng thượng, ta biết rõ là hoàng thượng rất thích vui vẻ mà. Ta còn nhớ năm ngoái hoàng thượng đi tuần thú ở miền Tây, có đến lễ Phật, đất dân Tây tổ chức long trọng lắm, khiến hoàng thượng rất vui. Lúc đó ta đã tâu với hoàng thượng, và các quan viên lo chuyện đó đã được lập tức thăng liền 3 cấp đấy. Xin cảm tạ Hòa đại nhân, đa tạ ân điển của đại nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ làm theo lời ngài. Tốt lắm, mọi việc các ngài cứ liệu mà làm đi. Nghe đây. Dạ. Việc tuyển chọn sư sãi ta giao cho nhà ngươi. Xin tuân lệnh. Ôi công tử, cô Tú Hồng, Ngân Hồng có nhà không? Có, cô Hồng ngày đêm thương nhớ công tử biếng ăn lười uống ốm ra rồi đấy. Mau theo em vào thăm nàng đi. Mama có nhà không? Không ạ, đi theo em mau. Chị Hồng ơi, xem ai đến kìa. Ôi công tử, Ngân Hồng, công tử đến đây làm gì? Từ ngày ở kinh thành công tử không chào thiếp bỏ về, thiếp bèn một mình xuống đây tìm công tử. Không ngờ dính bụi phong trần. Nàng chớ buồn quá, để tôi từ từ nghĩ cách cứu nàng ra khỏi nơi này. À, thiếp xin báo công tử một tin vui. Mama đồng ý cho thiếp chuộc mình. Thế à? Chính bà hứa thế mà. Gia cảnh suy đồi, bây giờ không một xu dính túi, tôi biết kiếm đâu ra tiền bạc bây giờ. Đây là vài chục lạng bạc thiếp để dành, công tử cầm về trước. Chỉ cần gom đủ mấy trăm lạng bạc, thiếp và công tử sẽ được sớm tối bên nhau, không bao giờ xa cách. Dù tôi phải làm thân châu ngựa, tôi cũng không bao giờ... Đừng nói gờ, đừng nói thế. Thiếp đợi tin vui của công tử. Hạ kiệu xuống. Trương Thành đâu? Dạ thưa ông. Anh đã hỏi Lý Tịnh ở đâu chưa? Hỏi rõ rồi ạ. Ở đâu? Ngõ Vải ạ. Thế hả? Đi ra ngõ Vải. Dạ. Anh em, khênh kiệu đi. Gì thế? Quên để lại mặt nạ. Làm thế nào bây giờ? Quay trở lại mau lên. Đừng đùa nữa, làm nhanh lên. Để em làm. Thưa phu nhân, tôi quên một thứ ạ. Thứ gì hả? Nấu rượu này hơi rượu bốc mạnh lắm, phải đeo mặt nạ. Nếu không ngửi thấy mùi rượu thơm đã say khướt ạ. Sao không nói trước hả? Phu nhân say rồi. Còn không lấy mặt nạ ra. Dạ đây ạ. Các em, mau lại đây. Đeo vào. Gì thế hả? Mặt nạ đeo vào mau. Ôi, sao chua thế này? Mặt nạ đã ngâm giấm. Giấm có thể giã rượu ạ. Đúng là dễ chịu hơn. Cảm ơn nhé. Tiểu nhân xin cáo từ, tiểu nhân về ạ. Không tiễn nữa nhá. Lại đây, ta đeo vào cho. Hãy nhìn cho kỹ nha.
400 lạng bạc có ít đâu. Ai muốn gột tóc làm sư như anh ta không hả? Thế nào, nhanh lên chứ. Cơ hội hiếm có đấy. Có muốn thì mau lên. Nhanh lên nào. Thưa đại nhân, xin hỏi tại sao lại chiêu mộ sư sãi ạ? Ta hỏi nhà ngươi trước. Nhà ngươi làm gì hả? Tôi là cống sinh Lý Tịnh ở Giang Ninh. Hàng ngày ngoài việc dùi mài đèn sách ra, không làm gì ạ. Nhà ngươi có biết kinh Phật không? Không những biết, mà còn rất thạo nữa ạ. Thế ta hỏi ngươi, nhà ngươi có thiếu tiền không? Tôi chả thiếu gì, chỉ thiếu tiền thôi ạ. Đúng là mọt sách. Thiếu tiền tức là thiếu tất cả. Ta chiêu mộ sư sãi chính là mang tiền tài đến cho nhà ngươi. Nhà ngươi có biết không, Hoàng thượng đi tuần, vài ngày nữa sẽ giáng lâm Giang Ninh. Việc Hoàng thượng đi tuần, yết thị gián khắp nơi, tôi biết quá đi chứ. Đi đến đâu, Hoàng thượng đều thích lễ Phật và bàn luận kinh Phật, tiếp chuyện các cao tăng, ngâm thơ luận thiền. Giang Ninh này thiếu cao tăng ghê lắm. À, ra thế. Tôi biết rồi. Nhưng người tôi thế này làm sao đóng giả sư sãi được? Nhìn kìa. Hiểu chưa? Thế thì chịu. Này, chớ bỏ đi vội. Nhà ngươi đang cần tiền cơ mà. Tôi cần tiền là để lấy vợ. Tôi mà gột hết tóc, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, làm sao còn lấy vợ được nữa hả? Thì nhà ngươi đã nghe ta nói hết đâu hả? Tí nữa, ra sư phụ kia hỏi vài câu, trúng tuyển rồi sẽ được 400 lạng bạc. Đợi ngày Hoàng thượng giáng lâm, nhà ngươi bàn kinh lễ Phật cùng Hoàng thượng, cốt là làm cho Long Nhan hớn hở. Khi nào Hoàng thượng đi rồi, nhà ngươi lại nuôi tóc hoàn tục, tha hồ mà đi lấy vợ. Thơm tho như thế, tội gì mà không làm hả? Thật thế à? Đúng là như thế. Được 400 lạng bạc thật à? 400 lạng, không thiếu một ly. Thôi được. Thưa sư phụ, tiểu sinh sẵn sàng. Sư phụ cứ hỏi đi ạ. A-di-đà Phật. Lão hỏi nhà ngươi, bể khổ vô bờ bến, cách thoát khỏi bể khổ có 8 đạo. Vậy 8 đạo đó là gì? 8 đạo này là chính kiến, chính tư duy, chính ngôn, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định. Thế thập giới là gì? Thập giới là không sát sinh, không ăn cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không tô điểm, không xem hát múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc. A-di-đà Phật. Lão hỏi mà thí chủ trả lời rất rành mạch. Tốt lắm. Nhà ngươi viết văn tự, rồi ra gột tóc. Sáng sớm ngày mai đến Kim Sơn tự lĩnh 400 lạng bạc. Cảm ơn đại nhân. Chuẩn bị nước và dao cạo. Hỏi rõ chưa? Rõ rồi, ở đâu? Ông nhìn kìa, đi lên phía trước rẽ sang là đến ạ. Tốt lắm. Tốt lắm. Trường Thành, các anh đợi tôi ở đây, tôi đi một tí về ngay nhé. Dạ, thưa ông đi mau về nhé. Bà ơi, đây có phải ngõ vải không ạ? Phải, ngõ vải, chính nó đấy. Cống sinh Lý Tịnh ở đây, bà có biết không? Có, kia kìa. Nhà kia hả? Phải, mắt tôi kém nhìn không rõ, ông ra mà hỏi. Cảm ơn bà nhé. Khóa à? Ừ.
Ôi, Công Cốc. Công Cốc. Ôi, làm tôi giật mình. Này, sư phụ ơi, nhìn tường tụng kinh. Trên tường có Phật sao? À, Phật tại tâm hả? Dừng kiệu. Thành này, lầu xanh này đã niêm phong. Sao chỉ vài hôm đã biến thành lầu thêu hả? Thế là ông chưa biết rồi. Hai chữ lầu thêu này do ngài Tuần Phủ viết đấy ạ. Ồ, vị Tuần Phủ này thật là... Nhưng hai chữ này viết trông được. Ông còn khen cơ đấy. Tôi nói cho anh biết, kỹ nữ Hoàn Lương làm nghề thêu thùa tốt quá đi chứ lị. Thế là ông lại chưa biết rồi. Tôi không biết gì hả? Cái lầu xanh này đổi thành lầu thêu, chẳng qua thay biển, treo đầu dê bán thịt chó, che mắt thiên hạ, để cho ông không đến đóng cửa mà thôi. Có nghĩa là chúng nó thay đổi cái biển, định vải thưa che mắt thành. Trương Thành, mau bắt chủ chứa tống vào đại lao. Vậy là ông càng không biết rồi. Thế anh biết chắc, người ta mở lầu thêu có phạm vào hình luật gì đâu ạ? Hơn nữa, ông chưa bắt quả tang, không nắm đằng chuôi. Nhỡ người ta già mồm, có phải gậy ông lại đập lưng ông không ạ? Anh nói thế, hóa ra tôi không am hiểu luật hình. Thưa ông, Trương Thành này có một diệu kế. Nói ta nghe xem nào. Ông hãy đóng giả khách làng chơi, để chúng nó nhận tiền của ông. Thế là ông bắt được tội chứng của chúng. Láo nào! Ta là mệnh quan triều đình, làm sao có thể giả làm khách làng chơi để vào cái chốn đó được? Đây chẳng qua là phương sách ứng cứu trong thế bí bách. Sách ứng cứu à? Để ta nghĩ đã. Nào, khênh kiệu. Phu nhân đâu? Dạ, đang nấu rượu trong kia. Chà, thơm quá. Phu nhân đâu hả? Phu nhân ở đâu? Phu nhân ơi! Phu nhân! Tôi đây. Ôi, sao trông lạ thế? Đang làm gì thế hả? Thiếp đang nấu rượu Dương Hòa. Ông có biết không, năm xưa Khang Hy Đại Đế 5 lần đi tuần phía Nam, thì có 2 lần dừng lại xuống xe Dương Hòa. Đấy gọi là ngửi mùi thơm dừng xe, ngửi mùi thơm xuống ngựa. Lần này cha thiếp đi theo Hoàng thượng, thiếp nhất định phải mời cha thiếp nếm thử rượu Dương Hòa. Ôi, phu nhân, hình như phu nhân say rồi. Không, thiếp không say, thiếp không say. Không say, không say. Thiếp thấy ông say rồi thì có. Nào, đi nào. Đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi. Ông đeo cái này vào. Thiếp vừa nãy không đeo. Tôi đeo. Phu nhân vịn vào tôi, kẻo ngã bây giờ. Ôi, tôi đeo vào rồi. Trông có giống chư bát giới không? Nào, tôi cõng phu nhân xem có giống chư bát giới cõng vợ đi về không hả? Thôi đi ông. Ôi, đi từ từ thôi. Bà say rồi. Không, không say. Nhất định say rồi. Chưa say thật mà. Không tin thiếp đọc bài cho ông nghe. Thôi thôi, tôi biết bà thuộc lòng nhiều thơ. Này,
Tôi đưa bà vào phòng trong nghỉ nhé. Nào, đưa bà vào phòng trong nghỉ. Tại sao ông cứ đòi đuổi thiếp đi? Ông chán thiếp rồi hả? Ui dào. Thế sao mới về đến nhà mà mặt mày ông đã cau cau có thế hả? Buồn buồn là chá hé một nụ cười. Phu nhân ơi, tôi đang lo cái việc cấm đoán ca kỹ. Vậy nhất định là các ông sợ sau này không có chỗ truy hoan nên mới buồn chứ gì. Phu nhân ơi, có phải thế không? Ôi, phu nhân trách oan tôi rồi. Tôi đang bực với các quan triều đình. Bề ngoài thì đóng cửa các kỹ viện, bên trong thì cho các quán lầu xanh thay tên đổi họ, làm cho chúng hoạt động trở lại. Việc ấy thì có gì khó đâu. Sai người đi bắt chúng nó về, trị tội theo luật hình. Tôi cũng muốn bắt lắm chứ, nhưng tôi không có bằng cớ, không thể làm việc sốc nổi như thế được. Thế thì càng dễ. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp hả? Để thiếp đi đập nát cái kỹ viện đó đi. Ôi phu nhân, xem chúng nó làm gì thiếp không hả? Phu nhân say rồi, thiếp không say, để thiếp đi. Phu nhân ơi, phu nhân say rồi, mà lại say túy lúy cơ đấy. Ông ơi. Ôi, bé bé cái mồm đi tôi nhờ, làm như cháy nhà không bằng ấy. Đồ ngốc ơi, nhìn kìa. Hiểu chưa hả? Tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần. Từ quê Sơn Đông theo ta ra hầu phải học lễ phép. Dạ, ở cái nhà này không phải hô hoán lên như thế. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Có việc gì? Ông đi thay quần áo mau. Thay quần áo làm gì? Ôi, ông chả nói thế là gì? Ta nói cái gì hả? Đi kiểm tra ổ điếm. Ê ấy, sao lại nói bẩn thế? Từ giờ nhớ lấy, trước mặt phu nhân không được dùng những chữ bẩn thỉu như thế, nghe chưa? Anh phải nói: thưa ông, mau đi thay quần áo, mời ông mặc thường phục đi kiểm tra. À, con hiểu rồi ạ. Hiểu được là tốt. Dạ thưa ông, mời ông đi thay quần áo để mặc thường phục đi kiểm tra. Đi trước dẫn đường. Giỏi lắm, ông giỏi lắm. Các em đâu? Các em đâu? Chuẩn bị kiệu, đi lầu thêu hoa. Được lắm, ông dám đến lầu thêu hoa. Ai hả phu nhân? Ôi phu nhân. Này, sao còn ở đây hả? Chà, chào nhá, bọn này về đây. Mama, có khách mới đến ạ. Ồ, hai ông đây định thêu loại áo gì hả? Chả thêu gì hết. Ông nhà tôi muốn mời cô gái ở đây hầu nước chè. À, thưa hai ông, chỗ chúng tôi làm nghề thêu thùa đứng đắn lắm ạ. Làm sao có thể hầu khách ầm cha ạ? Ê, mama, ông nhà tôi muốn ầm cha thật mà. Tôi nói thế mà các ông không hiểu ý tôi à? Ồ, phải rồi. Hoàng thượng đi tuần, quan phủ bắt bớ gay gắt lắm, cho nên tôi phải hết sức cẩn thận. Phải. Ông đợi một tí nhé. Hoa ơi, tiếp khách. Dạ, con ra ngay bây giờ ạ. Ờ, hai ông, sao lại định bỏ đi? Dạ, ông nhà tôi bị câm ạ. Ấy, vừa nãy ông ấy còn nói cơ mà. Không, vừa nãy là người nào ở đây nói đi chứ? Lạ nhỉ.
Sao có chuyện lạ thế? Dạ, ông nào đây ạ? Ấy, kìa các ông. Mời ông vào trong kia. Nào, mời ông vào trong kia. Kìa, mama, ông nhà tôi lại muốn đi mà. Kìa, mời ông vào đi chứ. Nhanh lên, đưa các ông vào trong kia. Hồng ơi, có khách. Ông ơi, mời ông vào đi ạ. Ôi, thả tôi ra. Bỏ tôi xuống nào. Ngân Hồng, từ nay nàng không phải tiếp khách nữa. Ngày mai ta sẽ mang đến 400 lạng bạc. Công tử ơi, thiếp sợ. Nàng sợ gì? Thiếp sợ công tử xuất gia rồi không hoàn tục được nữa. Thả tôi xuống. Đồ khốn kiếp. Hồng ơi, Hồng ơi, mama bảo tiếp khách đấy. Chị Hoa ơi, em đã có khách rồi mà. Anh Dung. Ồ, Lưu đại nhân, sao đại nhân lại vào đây? Lý Tịnh đấy hả? Lý Tịnh ơi, Lý Tịnh, chú để tôi tìm bờ hơi tai, tìm khắp mọi nơi, thế mà chú lại mò vào đây, mò vào chốn lầu xanh, bôi cho chắt chấu lên sách thánh hiền. Anh Dung, em khổ lắm. Anh nhìn xem, còn nhận ra ai không? Tôi nhìn cô ta làm gì, tôi không quen biết. Anh nghĩ lại đi, hồi ở nhà trọ. Nhà trọ, tôi chưa thấy bao giờ. Anh cố nghĩ lại xem nào. Cô nàng ở trên lầu. Đúng thế ạ. Hiền đệ có vận đào hoa quá. Bay đâu? Bắt ngay chủ chứa cho ta. Dạ. Ôi, các vị làm gì thế này hả? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Đứng im. Bỏ tay ra. Đứng im, ta nói cho mà biết. Bản quan là tri phủ Giang Ninh Lưu Dung. Bay đâu? Đưa về nha môn chờ xét xử. Các người ở lại đây chờ lệnh. Ôi ông ơi, ông ơi. Tuần phủ đại nhân tới. Thưa tuần phủ đại nhân, có việc gì thế hả Lưu đại nhân? Thưa ngài tuần phủ đại nhân, đây là chốn lầu xanh trá hình, hạ quan đang truy bắt chủ chứa. Nói láo, chỗ này rõ ràng là lầu thêu, sao lại nói là kỹ viện? Thưa đại nhân, vừa nãy chủ chứa đã nhận bạc làng chơi, sai con Hoa đưa hạ quan lên ổ trên gác, tang chứng còn đó. Đại nhân ơi, oan cho con quá, oan cho con quá.
Có oan uổng gì, thành thật khai báo, bản quan sẽ xem xét. Cảm ơn đại nhân, vừa nãy ông này xông vào lầu thêu, trêu ghẹo gái lành không được, nên mới nổi giận đòi bắt con vào cửa quan ạ. Con mụ điêu ngoa, dám vu khống bản quan. Nhà ngươi là mệnh quan triều đình, thế mà dám ăn mặc thường dân, tự tiện xông vào nhà dân, kiểu ấy không dâm đãng thì cũng ăn cắp. Thưa ngài tuần phủ, ngài ăn mặc như thế, ngài tự tiện vào nhà dân, chắc cũng bị nghi là không dâm đãng thì cũng ăn cắp chứ. Lão hả? Bỉ chức không dám ạ. Hoàng thượng sắp giáng lâm, bản quan đi mua hàng thêu dệt. Dạ, đại nhân đến đây để mua hàng thêu ạ. Nhưng hạ quan có người hầu Trương Thành làm chứng ạ. Người hầu làm chứng, sao mà tin được hả? Trông nhà ngươi kìa, mùi rượu nồng nặc, làm sao thi hành công vụ hả? Rõ ràng là nhân lúc say rượu tìm bướm hỏi hoa. Còn không lui ra mau hả? Nếu không nể mặt Lục Vương gia, ta nhất định trị tội nhà ngươi theo luật. Đi đi. Bỉ chức xin cáo lui. Cầm lấy, mỗi đứa một que. Nhớ lấy, tí nữa ông về, ra sức mà đánh. Dạ, thưa phu nhân. Thưa phu nhân, kiệu ông đã đỗ ở ngoài cổng rồi ạ. Ra đi, nhanh lên. Đánh mạnh vào, đánh mạnh vào. Đánh mạnh vào, đánh mạnh vào. Nói gì thiếp cũng là tiểu thư vương phủ, lá ngọc cành vàng. Thiếp đồng ý lấy ngươi lưng gù vì kính nể ngươi trực tính. Thế mà ngươi dám đến lầu thêu hoa vờn ong bắt bướm. Đánh đi. Đánh nữa đi các em. Trời ơi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hà ơi, bố đây mà. Ôi, bố, sao lại là bố ạ? Long Loan lập cửu hoa hề,
chân long xuất kim cát, tường long giá thái hội hề, tứ thiên giang nam trạch, thanh khuyết nhất điều long hề, toàn quốc mãn quán la. Thanh khuyết nhất điều long, nhà ngươi dám nói đại thanh thiếu một con rồng thật, hỗn láo. Con không nói thế ạ. Bất tội nhược triều phi, dạ. Kim long hãnh thiên hà, dạ. Thứ thanh nhược vũ lộ táp cửu châu, ôi tôi còn chưa đọc hết ạ. Cầm mồm. Đầy đi Y Ly. Đi đầy, ngài nói ai ạ? Nhà ngươi. Con vạn tuế vạn tuế, vạn thọ vô cương. Dẫn đi. Khanh Kiều. Đẹp, đẹp lắm. Đê điều chắc như bàn thạch, uốn lượn tạo thành thế ngăn nước lũ vững vàng. Từ nay không cần lo mối nguy lũ lụt giang nam, có thể yên tâm lo việc khác. Diệp Ái Khanh, có thần ạ. Khoan đã, xây đắp được bao nhiêu đê điều như thế này? Muôn tàu hoàng thượng, giang nam đâu đâu cũng có đê điều như thế này. Vi thần ghi lòng tạc dạ lời dạy thánh thượng, năm nào cũng xây đắp đê. Năm nay nghe tin hoàng thượng đi tuần thú, muôn dân phấn chấn, xây đắp đê mới được 1.300 dặm, nhiều hơn năm ngoái 800 dặm. Vùng giang nam nhiều sông gần biển, việc trị thủy hết sức hệ trọng. Trẫm ở kinh thành thường xuyên lo lắng. Diệp Ái Khanh làm việc hết mình, thành tựu nổi bật, xứng đáng làm gương cho các tuần phủ. Hoàng thượng sáng suốt, nói đúng lắm ạ. Hoàng thượng chăm lo trăm công nghìn việc, nhất là quan tâm việc trị thủy và đến tận nơi thị sát. Quả là công đức hoàng thượng tày trời. Chăm lo đê điều như thế, giang nam năm nào cũng sẽ được mùa, mà không cần lo lắng lũ lụt đe dọa. Hoàng thượng sáng suốt, từ tam hoàng ngũ đế lũ lụt không bao giờ ngớt. Công đức hoàng thượng làm lu mờ thiên cổ và các bậc tiên chủ. Hòa Ái Khanh quá lời. Chấm chỉ noi gương tiên đế, gắng làm hết sức mình mà thôi. Muôn tàu hoàng thượng. Diệp đại nhân bẩm báo sai sự thật. Muôn tàu hoàng thượng. Thần, trong tay thần có sổ sách báo lên của các phủ huyện ạ. Thần tuyệt nhiên không dám nói sai ạ. Từ khi tiên đế đi tuần thú miền Nam và trị thủy đến nay, giang nam năm nào cũng báo lên con số đê điều xây đắp. Theo con số Diệp đại nhân vừa nói, năm nay hơn năm ngoái những một nửa, cộng tất cả những con số xây đắp đê hàng năm lên, còn đề đã dài tới vạn dặm. Như thế không những giang nam chỗ nào cũng có đề điều, mà con đề đó có thể kéo đến tận kinh thành ạ. Muôn tâu hoàng thượng, thần có sổ sách báo lên của các phủ huyện ạ. Tuyệt nhiên không dám nói sai tí nào. Lưu Dung, có thần ạ. Lời tâu của Khanh có căn cứ gì không? Thần chỉ suy luận theo tình lý thôi ạ. Nếu suy luận theo lẽ thường tình, tổ tiên ta nhất thống thiên hạ mà người không đông, lính không mạnh, chả nhẽ đó chỉ là thần thoại thôi ư?
Mọi việc trên đời, trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân, thì chả có việc gì là không làm được. Hơn nữa, từ ngày Tiên Đế đi tuần thú miền Nam và trị thủy đến nay, muôn dân hăng hái, một làm bằng mười, làm sao có thể suy theo lẽ thương tính? Thần đáng tội ngàn lần chết. Chấm hỏi Khanh. Phủ Giang Ninh của Khanh xây đắp được bao nhiêu đê điều? Mỗi 20 dặm thôi ạ. Khanh là chi phủ, nhậm chức vài tháng nay rồi mà chưa làm nên trò trống gì cả, mà còn dám cậy thông minh nói bừa bãi. Đáng ra phải xử nặng. Này, chấm nể Khanh mới phạm lần đầu. Cúp bổng lộc một năm để cho nhớ. Thần đội ơn trời biển của Hoàng thượng. Không còn bổng lộc cả năm, sau này biết lấy gì mà sống đây? Còn trực tính quá. Thưa bố, trực tính không tốt sao? Trực tính quá. Thưa bố, để nghênh giá Giang Nam, các quan địa phương thi nhau bày vẽ lắm thứ. Ngày mai Hoàng thượng đến Kim Sơn Tự lễ Phật, nghe nói quan địa phương thu gom rất nhiều sư giả. Làm như thế sao được hả bố? Trên đời này, thật giả lẫn lộn, hơi đâu mà lo. Còn nhất định phải tìm cho ra nhẽ, cầm lấy đằng chuôi, không thể để cho cái thói điêu ngoa lan tràn. Ông ơi, theo tôi ông hãy nghỉ cho khỏe. Không được. Bây giờ tôi phải đến Kim Sơn Tự, xem xét cụ thể, tìm cho ra bằng chứng. Đúng là ăn no rừng mỡ có khác. Hoàng thượng ghé lại Giang Ninh, ngày mai sẽ tổ chức lễ Phật dâng hoa, nghênh đón Hoàng thượng luận thiền. Đó là niềm vinh hạnh rất lớn của nhà chùa. Nay tôi đã tuổi già sức yếu, tai điếc mắt loà, nên đành phải tìm một người am hiểu kinh Phật, dành các nghi lễ để thay ta nghênh tiếp Hoàng thượng. Việc này đã gấp gáp lắm rồi. Này, không được vào. Ấy, tôi vào thắp hương mà. Ngày mai Hoàng thượng giáng lâm, không cho ai vào bây giờ. Thế thì tôi đi tìm người quen, được không các chú? Được được, mời ông vào. Bốn trăm lạng bạc đưa đây. Ông đi theo người này nhé. Ồ, cảm ơn chú. Xin mời. Làm gì thế này? Cạo đầu. Cái gì? Cắt bím tóc của nó đi. Ừ, tôi bảo này, tôi vào đây tìm bạn. Tôi có thích làm sư sãi đâu. Hai ông anh của bác vừa bảo bác tình nguyện vào nhà chùa để ngày mai nghênh tiếp Hoàng thượng. Hai người đó đâu phải là anh tôi. Tôi thậm chí không biết họ là ai. Hà cớ gì tôi phải gột tóc làm sư? Hai người kia đã viết văn tự, lấy đi 400 lạng bạc. 400 lạng bạc? Phải, đó là tiền ngân khố ngài tuần phủ chi ra. Bác làm sư giả vài ngày thôi mà. Ồ không, dù sư giả sư thật, tôi không làm sư gì hết. Bay đâu, đè cổ nó ra mà cạn. Ôi, làm gì thế này? Thả tôi ra. Tôi là chi phủ Giang Ninh. Bác là chi phủ Giang Ninh. Tôi là phó cạo. Đè cổ nó ra cạo chọc đầu đi. Anh rất thông minh, không những am hiểu kinh sử
còn thông hiểu Phật giáo. Không ai có thể bì được. Việc thay ta nghênh giá luận thiền chỉ trông cậy anh mà thôi. Ủa không được đâu thầy ạ, tôi chỉ tạm thời gột tóc làm sư giả mà thôi. Anh đã cạo đầu tức là có duyên với cửa Phật, nói chi đến sư giả, sư thật. Chú Tịnh ơi, A Di Đà Phật, sao anh Dung cũng thiếu bạc tiêu cả? Thiếu cái con khỉ. Tôi gặp hai đứa vô lại ngoài cổng chùa, chưa kịp phân bua, chúng nó đã đè đầu cạo chọc như thế này. Thế còn đầu chú, sao cũng chọc lốc thế kia? Mời anh vào trong nhà nói chuyện. Ồ, chú đi trước đi. Nô tỳ lạy hai ông ạ. Đứng dậy đi. Cảm ơn ông. Ôi, sao trông ông quen thế này? Hình như con đã gặp ông ở đâu. Nói bậy, nhà ngươi sao nhìn thấy được ta? Trời ơi, con nghĩ ra rồi. Hôm đó, ông đem cậu mặt trắng đến giết chết tiểu bá. Trời ơi, nô tỳ đúng là có mắt mà không nhìn ra vàng thau. Nói láo, ta mà giết người ư? Dạ dạ, con nói bậy đấy ạ. Đôi mắt chó này của con nhìn nhầm người rồi ạ. Thôi thôi, về chuẩn bị đi. Hôm nào ta sẽ mang cô Ngân Hồng vào cung, để nó ngồi trước Hoàng thượng đàn hát. Trời ơi, con Hồng nhà con phải cảm ơn công đức của ông lắm ạ. Kiếp trước, chắc nó chăm thắp hương lắm mới có cái phúc lớn như thế này. Việc này rất hệ trọng, không được để lộ ra ngoài. Nếu không cẩn thận, cái đầu của nhà ngươi... Thưa ông, nhưng con Hồng kia nó ngu lắm ạ. Sùng sướng đấy mà không biết hưởng, chỉ tâm niệm mỗi thằng Lý Tịnh. Con đã nói rát cả họng mà nó vẫn không chịu vào cung ạ. Lý Tịnh, nó là người như thế nào? Ôi, thằng cống sinh nghèo rách mồng tơi, đi làm sư ở chùa Kim Sơn chỉ vì 400 lạng bạc. Ông không biết chứ, nó là sư giả đấy. Khi nào Hoàng thượng đi rồi, nó sẽ hoàn tục. Ta biết rồi. Nhà ngươi về chăm sóc cô Hồng cho cẩn thận. Ta sẽ làm cho thằng này bỏ cái ý định ấy đi. Dạ, con xin đa tạ ông ạ. Thôi đi đi, mau mau. Ôi, cái con mụ này. Nhà sư Đại Khánh kính chào Hoàng thượng. Quang. Nhà sư sai rồi. Đầu nhà sư đâu phải là Khánh. Pháp Khánh không phải sư, sao lại lên tiếng? Nhà sư đang mua vui cho Hoàng thượng đấy ạ. Nhà sư không sai. Cái quạt này sai rồi. Đầu sư có quạt thành Khánh, không có quạt là đầu. Sư có quạt là Pháp Khánh, sư không có quạt cũng là Pháp Khánh. Điều đó không liên quan đến quạt. Nhà sư, hãy đưa Hoàng thượng đi lễ Phật. Nếu nhà sư là Pháp Khánh thì quạt bảo nó lên tiếng, nó sẽ lên tiếng. Đấy không phải là cái lỗi của quạt, mà là cái lỗi của Pháp Khánh. Nhà sư không sai. Chấm tặng cái quạt này cho nhà sư vậy. Quang. Quang.
Pháp Khánh tại sao tự lên tiếng? Nhà sư sai rồi, kính mời Hoàng thượng. Mời Hoàng thượng. Nhà sư, nhà sư thấy bao nhiêu chiếc thuyền qua lại trên sông hả? Chỉ có 2 chiếc ạ. Nhà sư nói sai rồi. Trên sông ít nhất cũng có tới hơn 10 chiếc thuyền. Nhà sư tôi chỉ trông thấy 2 chiếc. Một chiếc là Hám Danh, một chiếc là Hám Lợi. Nhà sư thật là uyên thâm, đã tu thành Phật rồi đó. Hoàng thượng nói phải lắm. Nhà sư Đại Khánh quả là vị cao tăng. Nô tài thiết nghĩ nên ban cho nhà sư pháp danh. Muôn tâu Hoàng thượng, cửa Phật vốn là tứ không. Nhà sư chỉ thấy thuyền trên sông, không háo danh, không hám lợi, chỉ là nhà sư thường thường bậc trung mà thôi. Nhà sư tôi không nhìn thấy danh lợi, chỉ thấy 2 chiếc thuyền trên sông là danh lộc. Vì người trên thuyền ở trong danh lộc nên không phải là danh lộc. Nhà sư quả là Phật sống giáng thế. Chấm phong cho pháp hiệu là Đạo Ký. Hoàng thượng sáng suốt, Hoàng thượng sáng suốt. Phu nhân ơi, tôi đã về. Tôi đã về đây này. Ôi, cái thằng Lý Tịnh kia. Hôm nọ tôi đã dặn đi dặn lại, dặn tái dặn hồi rằng: Lý Tịnh ơi, chú hãy nhớ, không được cậy tài mà phô bày ra hết trước mặt Hoàng thượng. Thế mà đến lúc ấy nó vẫn chứng nào tật đấy, quên hết lời dặn dò của tôi. Chết chưa, Hoàng thượng ban cho pháp danh, sư giả thành sư thật mất rồi. Ôi, bực mình quá xa, đúng là anh mọt sách, ngu lâu. Làm sao thế à? Tóc của ông làm sao thế à? Cái gì, tóc làm sao? Tóc của ông đi đâu hết cả rồi? Ôi, phu nhân ơi, trời ơi, suốt đêm ông không về nhà, té ra, ông đi tu rồi hả? Phu nhân ơi là phu nhân, tôi suốt đêm không về nhà, vì tôi đến chùa Kim Sơn dò la tình hình. Ông đi nghe ngóng cái gì mà làm trụi hết cả tóc thế hả ông? Phu nhân ơi, khoan khoan để tôi nói phu nhân nghe. Khoan cái gì hả? Ông nói đi, ông có biết không? Tự tiện cắt tóc là tội chém đầu đấy. Tôi biết. Tôi bị mấy thằng vô lại ở chùa Kim Sơn đè đầu cưỡi cổ cạo chọc đầu đấy, phu nhân ơi. Sao? Sao ông hèn thế hả? Tôi có muốn hèn đâu. Phu nhân xem tôi nhỏ con sức yếu, làm sao cưỡng lại mấy thằng vai u thịt bắp như hộ pháp kia? Ông làm quan thế hả? Sao không bẩm báo Hoàng thượng? Phu nhân ơi, tôi cũng biết thế, phải tấu lên Hoàng thượng. Nhưng lúc đó Hoàng thượng đang lễ Phật luận thiền, tôi không thể nói xen vào. Hòa Ái Khanh, Khanh thử nói xem, Lưu Dung là người như thế nào hả? Dạ, Nô tài cho rằng chậm phần vần mãi. Hôm ấy công sai phủ Giang Ninh bắt chậm và Khanh đi. Nếu không xảy ra hỏa hoạn, Lưu Dung sẽ cư xử như thế nào hả? Hoàng thượng sáng suốt. Nô tài cũng nghĩ dữ lắm ạ. Nhưng có điều này không biết có nên nói không. Trẫm đã hỏi thì Khanh cứ nói.
Hôm ấy trở về nhà, nô tài đã suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại mới hiểu ra. Hoàng thượng thử nghĩ xem, nếu hôm đó Lưu Dung nhận ra hoàng thượng thì cầm chắc tội chết trong tay. Cho nên nô tài cho rằng nó đã bày ra cái kế đốt nhà để cho hoàng thượng và nô tài chạy trốn. Hoàng thượng thấy nô tài nói có đúng không ạ? Phải, sao chấm không nghĩ ra nhỉ? Đã thế, nó còn cho người giả vờ đuổi theo. Đúng thế ạ. Nó còn bắt chấm chui vào chuồng vịt. Chưa bao giờ nhục nhã như thế ạ. Nó thật là quá quắt. Thế nào chấm cũng phải trừng trị nó thật nghiêm. Tri phủ Giang Ninh Lưu Dung xin vào ý kiến. Hồ Thắng, dạ. Tuyên nó vào. Hoàng thượng giáng chỉ triệu Lưu Dung vào gặp. Hoài Ái Khanh, dạ. Ngồi đi, đội ơn hoàng thượng. Thần Lưu Dung khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ái Khanh bình thân, đội ơn hoàng thượng. Lưu Dung, có thần. Chấm nghe nói Khanh rất giỏi thư họa. Hàng ngày ở nhà chắc tập luyện viết chữ nhiều lắm hả? Muôn tâu hoàng thượng, thần không phải luyện nữa, chữ của thần đã hay rồi ạ. Lưu Dung, Khanh luyện chữ gì mà dám nói là đã hay rồi? Muôn tâu hoàng thượng muốn nói viết chữ to hay là viết chữ nhỏ ạ? Bảo Khanh giỏi thư pháp, hóa ra Khanh giỏi thế hả? Học vấn trong chữ chia ra là to con hay nhỏ thó à? Thôi được, chấm hỏi Khanh. Chữ to thì Khanh viết được to bằng nào? Muôn tâu hoàng thượng, chữ to thần có thể viết một chữ trên phạm vi 20 dặm của thành Giang Ninh. Giỏi lắm. Vậy thì Khanh viết cho chậm chữ. Xin hoàng thượng ban cho thần cây bút có thể viết được chữ to như thế. Thôi được. Thế chữ nhỏ Khanh viết nhỏ bằng nào? Chữ nhỏ thần có thể viết 7749 chữ lên đầu con ruồi ạ. Lưu Dung à, chấm không mắc mưu Khanh nữa đâu. Chấm bảo Khanh viết thì phải bắt cho Khanh con ruồi chứ gì. Thần không dám ạ. Thôi Khanh lại đây. Lại đây, chấm có mảnh giấy. Khanh hãy viết 10.000 chữ lên trên ấy. Thần tuân chỉ. Viết đi. Hòa Ái Khanh cũng viết thử nhé. Trời ơi, nô tài không viết nổi đâu ạ. Nô tài thành thật quen rồi. Nói một là một, nói không viết được là không viết được. Chứ không dám khoe khoang. Hoàng thượng bảo nô tài chấm 10.000 chấm thôi, nô tài cũng chịu không chấm nổi ạ. Thần đã viết xong rồi ạ. Ồ, viết xong rồi. Hòa Ái Khanh, mang ra đây cho chấm xem. Nhất nhi thập, thập nhi bách, bách như thiên, thiên nhi vạn. Một vạn của Khanh giỏi quá. Thần đội ơn trời biển hoàng thượng. Hả? Khanh tạ ơn nhanh quá. Lưu Dung, có thần. Chấm tặng cho Khanh 6 chữ. 6 chữ gì ạ? Thượng hạ khinh trọng hoãn cấp. 6 chữ này là điều chấm đang nghĩ trong bụng. 3 ngày sau, Khanh tấu lại chấm đang nghĩ cái gì? Trên, dưới, nhẹ, nặng, khoan, gấp. Thần tuân chỉ. Tâu hoàng thượng, lần này thì nó bí rồi.
Lục Vương. Miễn lễ. Này, sao không đi nghênh tiếp Hoàng thượng hả? Hoàng thượng đến rồi hả? Tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Này, sao không thấy Lưu Dung hả? Đúng thế, sao không thấy ông ta đến hầu Hoàng thượng nhỉ? Muôn tâu Hoàng thượng, Lưu Dung phụng chỉ đi xây đắp đê điều rồi ạ. Phụng chỉ à? Dạ. Chấm sai Lưu Dung đi đắp đê lúc nào hả? Tâu Hoàng thượng, Lưu Dung nói chính Hoàng thượng đã nói với nó ạ. Chấm nói có 6 chữ thượng, hạ, khinh, trọng, hoãn, cấp mà. Dạ. Lưu Dung bảo ý chỉ Hoàng thượng ở trong 6 chữ đó. Hả? Vậy thì chấm phải đi xem Lưu Dung phụng chỉ đắp đê trị thủy như thế nào. Hoàng thượng sáng suốt. Nào các ái khanh, ra xem hát cùng chấm. Con ơi, phúc con to lắm. Mama nói gì lạ thế? Hoàng thượng muốn vời con vào đàn hát. Mama điên rồi sao? Ôi, mama chả điên tí nào. Con nghe mama nói đây. Vừa nãy Hòa Đại Nhân nói với mama thế. Con biết Hòa Đại Nhân là ai không? Là người đi theo thằng mặt trắng trơn giết chết tiểu bá ấy mà. Con ơi, chắc chắn Hoàng thượng mê con rồi đó. Hoàng thượng á, con thử nghĩ xem. Trước mặt thằng mặt trắng trơn ấy, Hòa Đại Nhân xưng hô cung kính, không dám ngước mắt lên nhìn, khúm núm như con chuột nhìn thấy con mèo. Hòa Đại Nhân là viên quan đỏ nhất hiện nay, bậc quan nhị phẩm. Thế mà phải so vai rụt cổ trước người này, không là Hoàng thượng. Còn là gì hả? Hoàng thượng làm chủ cả nước, không bao giờ đến chỗ bẩn thỉu này đâu. Ôi, Hoàng thượng thì sao hả? Đàn ông thiên hạ cùng một ruột với nhau cả. Hoàng thượng cũng thích ăn vụng như ai. Chả nhẽ Hoàng thượng cố tình vi phạm luật hình. Ôi, dảo con ngốc ơi là ngốc. Thánh chỉ ban cho dân làm. Có bao giờ Hoàng thượng giáng chỉ bắt Hoàng thượng làm không hả? Và lại, giả dụ có thánh chỉ thật, dân đen phạm vào gọi là mua dâm, vào ngồi tù. Vương khanh đại thần phạm vào, gọi là buông lỏng mình, phạt tiền. Còn hoàng thượng thì gọi là rồng vờn phượng, không những không phạm luật, mà còn được ghi vào sử sách truyền tụng thiên cổ chưa biết chừng. Hoàng thượng thích hoa hay thích nghe hát con không biết. Bây giờ con đã chuộc mình rồi, là con gái lương thiện rồi. Trời ơi, cô đừng cố chấp như thế. Thằng Tịnh kia có gì mà quyến luyến hả? Nghèo rớt mùng tơi, biết đâu vào cung Hoàng thượng lại trải cho làm bà này bà nọ. Mà muốn làm bà thì cứ việc vào cung. Còn sống là người của anh Tịnh, chết là ma của anh Tịnh. Lần này thì tao không chịu mày nữa đâu. Hoàng thượng bảo mày vào cung, mày không vào tức là kháng chỉ, đáng tội chết. Nếu như thế, con xin chết ở đây cho trong sạch, để mọi người đều biết rằng đương kim hoàng thượng cướp gái nhà dân, hoàng dâm vô độ. Ôi giời ơi, đừng làm thế. Ôi giời ơi. Giời ơi, con không ưng thì thôi. Để mama bẩm báo Hòa Đại Nhân. Đừng dại dột con nhé. Hoàng thượng xem kìa, còn đỏ kia mới to làm sao.
Nô tài tham kiến hoàng thượng. Ồ, Hòa Ái Khanh gặp trẫm có việc gì? Muôn tâu hoàng thượng, nô tài vừa mua được một tấm thêu mỹ nữ ở lầu thêu ạ. Bây giờ ở đâu? Nô tài cất giấu cẩn thận, đêm nay sẽ dâng hoàng thượng ngự lãm. Chỉ có mỗi Khanh là người hiểu trẫm. Chàng chớ có nghĩ thế. Từ giờ trở đi, nàng hãy quên tiểu sinh này đi. Quên đi. Chả nhẽ chàng định nương tựa cửa Phật, bỏ phí đời mình. Hoàng thượng đã ban pháp danh. Tiểu sinh này chả còn cách nào. Chàng thường có chí giúp dân, mà lại có tài trở thành giường cột nước nhà. Thiếp nguyện giúp chàng hoàn tục để thực hiện ước nguyện của chàng. Việc này khó hơn cả lên trời. Thôi, chàng đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Hãy ở đây với thiếp một lúc đã. Hồng ơi, chết rồi, mama đến kìa. Chàng trốn vào đâu đi, đừng đeo tóc giả nữa. Trốn vào đâu hả? Trốn vào cái hòm này. Nhanh lên, vào đi. Mama, có việc gì ạ? Cả ngày hôm nay con không ăn gì. Mama mang cho con bát chè sen. Con có việc này định nói với mama. Ừ, có việc gì tí nữa nói nào. Ăn bát chè sen này trước đã con. Mama, ăn đi con, kẻo nguội, nhanh lên. Ăn đi nào, ăn đi. Nào, ăn đi. Con không muốn ăn ạ. Ui dào, ăn đi. Ăn đi. Con ơi, con đừng trách mẹ nhé. Mama, con nghĩ lại rồi. Con ưng thuận vào cung, đàn hát cho hoàng thượng nghe. Trời ơi, sao con không nói trước hả? Con muốn nói, trời ơi, nếu biết con đã nghĩ lại, tội gì còn phải bày vẽ chuyện này ra nữa. Mama, chi phủ Lưu Đại Nhân đến rồi ạ. Lưu Đại Nhân à? Dạ, ông đến đón chị Hồng ạ. Hả? Mau mau, giấu nó đi cho ta. Giấu ở đâu ạ? Vào trong cái hòm ấy. Nhanh nhanh. Bay đâu? Nhanh. Lại đây, lại đây. Giấu nó vào hòm cho ta. Nhanh lên. Nhanh lên nào, giấu vào đây. Tiểu nữ xin chào Lưu Đại Nhân. Hoa Đại Nhân tới. Lưu Dung xin chào Hòa Đại Nhân. Ừ, lại là Lưu Dung hả? Ngài ở đây làm gì thế này? Vợ bạn tôi ở nhờ nơi này. Bạn tôi nhờ tôi nên tôi đến đây đón vợ bạn tôi về phủ Lưu. Hòa Đại Nhân, dám hỏi ngài đến đây có việc gì ạ? À, ta mua được vài tấm hàng thêu, tiện đường đến mang về. Thế nào, đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi ạ. Nhanh lên, cho người lên gác mang xuống đây. Dạ.
đi nào. Nhớ cẩn thận nhẹ tay đấy nhé. Mời Hòa đại nhân ngồi ạ. Cái này. Mau mau lại đây. Này khoan đã. Thưa ngài, không hiểu ngài mua hàng theo gì trong đó. Tôi... Có im đi không? Giỏi lắm. Ngài muốn mở hòm kiểm tra ư? Hạ quan không dám ạ. Có thách ngài cũng chả dám. Đi. Hòa đại nhân đi ạ. Cẩn thận. Cẩn thận. Mụ chủ, lại đây. Dạ dạ. Nhà ngươi giấu cô Ngân Hồng ở đâu hả? Nói thật đi. Tiểu nhân không biết thật mà. Nó bỏ đây đi từ lâu rồi ạ. Đi tìm người nhà nó. Ta nói cho nhà ngươi rõ. Nhà ngươi đừng tưởng có Hòa đại nhân che chở. Vài ngày nữa ngài về kinh thành. Ta còn là quan phụ mẫu ở đây. Ta sẽ trừng trị nhà ngươi cho mà xem. Cái gì thế à? Mama, cái hòm trong phòng của con đâu rồi? Trời ơi, tôi gieo tay vạ vào thân rồi. Không biết tại sao lại cho tôi vào trong hòm. Cho cô vào trong hòm à? Hòa đại nhân bảo ngài đến đón tôi vào cung hầu hoàng thượng hả? Ôi, đừng có ngốc nghếch nữa. Ta là Lưu Dung, ta làm sao có thể đưa cô vào cung? Nào nào, đưa cô gái về phủ ta. Nào. Nhà ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ tính sổ với nhà ngươi. Cô nương ơi, làm khổ cô quá. A-di-đà Phật. Sao sư lại ở đây? Nhà sư là cô gái. Cô gái là nhà sư. Sư từ đâu đến? Sư từ chỗ đến đến. Sư từ đâu đến thì sư hãy về chỗ đó. Ngân Hồng đừng buồn quá. Thôi nín đi em. Ngồi xuống đây. Chàng không khéo sẽ gặp tai họa. Em đừng lo. Ông đã vào trong cung thăm dò tình hình. Yên tâm đi em. Mời tiểu thư dùng trà. Mời bà. Nô tài hòa thân tham kiến hoàng thượng. Không biết cô gái đẹp kia có vừa lòng hoàng thượng không ạ? Hợp. Hợp ý chậm lắm. Thế thì hay quá. Hòa Ái Khanh, chậm đang định ban người đẹp này cho Khanh đưa về phủ. Muôn tâu hoàng thượng, nô tài không dám ạ.
Muôn tâu hoàng thượng, tri phủ Giang Ninh Lưu Dung xin gặp. Cho ông ta vào. Tuyên Lưu Dung vào. Thần Lưu Dung tham kiến hoàng thượng. Bình thân, đội ơn hoàng thượng. Thần tham kiến hoàng thượng là muốn tâu hoàng thượng. Nhà sư đạo ký đang luyện rèn trong hòm. Nhà sư này tập luyện kỳ thế. Các sư nhìn Phật tụng kinh. Song nhà sư này thích nằm trong hòm tụng kinh. Chẳng may, Hòa đại nhân đến đặt mua hàng thêu cho hoàng thượng, khiêng nhầm nhà sư đạo ký về đây ạ. Bần tăng cũng đang băn khoăn, không hiểu tại sao bị đưa vào cung. Khiêng đi, tuân chỉ. Còn không cút đi mau. Từ từ thôi. Từ từ nhá. Cẩn thận đấy, cẩn thận đấy. Chà, anh này giỏi thật, là mệnh quan triều đình mà cả gan tự tiện cắt tóc, đó là tội chém đầu. Được, ta sẽ bêu dếu cái đầu chọc nhà người trước mặt hoàng thượng. Ồ, Diệp đại nhân, ngài làm gì thế? Ôi đại nhân, hãy cứu lấy mạng tiểu nhân. Mời ngài đứng dậy. Đứng dậy. Ngài làm tôi khó hiểu quá. Hoàng thượng đi thăm đê anh gù, ngài việc gì phải sợ hả? Nhẽ ra tiểu nhân phải đắp đê ở đấy, nhưng... Nhưng cái gì hả? Đoạn đê hoàng thượng đi thăm hôm nọ. Đấy là làm vì đắp cho hoàng thượng xem. Trời ơi! Việc này ngài phải nói trước để tôi còn xoay sở. Còn bây giờ thì khó rồi đấy. Tôi chỉ còn cách ngăn cản hoàng thượng không đến xem với cái cớ đường xá khó khăn. Được như vậy, đại nhân là bố mẹ tái sinh ra con. Nhưng tôi cũng phải nói trước, nếu hoàng thượng nhất quyết đòi đi, ngài đành phải trông nhờ vào số trời vậy. Dạ dạ, cảm ơn đại nhân. Hoàng thượng giá lâm. Thần Lưu Dung nghênh giá. Ái khanh bình thân. Đội ơn hoàng thượng.
Lưu Ái Khanh, có thần. Ở đây địa thế bằng phẳng, tại sao xây đắp đê điều hả? Muôn tâu hoàng thượng, con sông này năm nào cũng có lũ kéo về. Ba cửa cống thường xuyên mở ra để xả lũ. Các châu huyện ở hạ lưu khổ với nó lắm. Đắp đê đất không thể ngăn nổi lũ quét, nên thần đắp đê đá để được lâu dài à? Ồ, Lưu Ái Khanh quả là vị quan trung thành ái quốc. Đội ơn hoàng thượng. Thưa hoàng thượng, hôm nọ trẫm nói với Khanh sáu chữ, có giáng chỉ bảo Khanh đi đôn đốc việc trị thủy đâu. Tại sao Khanh lại nói rằng phụng ý chỉ trẫm đi đắp đê hả? Muôn tâu hoàng thượng, sáu chữ hoàng thượng ban cho, Khanh đã nghĩ rất kỹ. Khanh nói chậm nghe. Quân vi thượng, thần vi hạ, dầu thì nhẹ, xã tắc thời trọng, hưởng lạc hãy khoan, còn việc trị thủy tất nhiên phải gấp ạ. Đúng là thượng hạ khinh trọng hoãn cấp như thế. Lưu Ái Khanh đúng là người hiểu trẫm. Đội ơn hoàng thượng ban khen. Tâu hoàng thượng, thần muốn xin tuần phủ Diệp Quốc Thái Diệp đại nhân đưa hoàng thượng đi thăm 800 dặm đê điều mà đại nhân đã tâu với hoàng thượng. 800 dặm đê? Muôn tâu hoàng thượng, từ ngày đi tuần thú miền Nam đến nay, hoàng thượng ngày lo trăm công nghìn việc, nào việc triều chính, nào việc trị thủy, 800 dặm đê ấy, để khi khác đi xem. Này, khoan hưởng là trị thủy gấp mà. Dạ. Diệp Khanh, có thần ạ. Dẫn đường, khởi giá. Đi. Ôi, hoàng thượng. Diệp Ái Khanh, 800 dặm đê Khanh nói ở đâu hả? Dạ, ở phía trước ạ. Muôn tâu hoàng thượng, đường đi khó khăn thế này. Thôi hoàng thượng đừng đi nữa. À, chậm đi kiểm tra công việc trị thủy, sợ chi khó khăn, đi tiếp. Diệp Quốc Thái, ở đây hả? Dạ, vâng ạ. Đây là bờ ruộng năm xưa. Hoàng thượng sáng suốt, tâu hoàng thượng. Hoàng thượng xem ở đây cây cối xanh tươi, xin hoàng thượng làm bài thơ vịnh cảnh đẹp. Im ngay. Hôm nay chậm nhất quyết phải xem tận mắt 800 dặm đê. Hồ Thắng, có nô tài, dẫn đường. Dạ. Thank you.
Hoàng thượng đi cẩn thận. Diệp Quốc Thái, ở đây phải không? Dạ. Đây là ruộng trồng rau. Muôn tấu Hoàng thượng, từ chỗ này đi về phía trước không còn gì ạ, nước ngập hết rồi ạ. Diệp Quốc Thái, có thần ạ. Thần đáng tội ngàn lần chết. Đấy là do bọn phủ huyện ở dưới. Thần không biết ạ. Nói mau, mấy vạn lạng bạc hàng năm chậm đưa xuống đi đâu hết rồi hả? Nói đi. Nói đi. Nói. Bạc của chậm đi đâu hết rồi? Hòa đại nhân định làm gì đấy? Tôi thấy nón của ngài bị lệch, để tôi sửa cho nào. Không dám làm phiền Hòa đại nhân. Muôn tâu Hoàng thượng. Lưu. Có thần. Khanh là mệnh quan triều đình, làm sao cả gan tự tiện cắt tóc hả? Lừa dối khi quần, biết tội chưa hả? Thần biết tội. Khanh biết phạm tội gì không? Muôn tâu Hoàng thượng, tự tiện cắt tóc phạm vào tội chết. Nhưng tóc này của thần bị người ta đè cổ cạo sạch ạ. Có ai dám gột tóc khanh triều đình mệnh quan? Diệp Quốc Thái ạ. Diệp Quốc Thái, có thần ạ. Dạ, Lưu Dung ngậm máu phun người ạ. Lưu Dung, hãy bẩm báo sự thật. Muôn tâu Hoàng thượng, thần đến chùa Kim Sơn thăm bạn là nhà sư Đạo Ký. Vừa bước vào cửa chùa đã bị mấy ông sư đè cổ xuống cạo chọc đầu. Việc này liên quan gì đến Diệp Quốc Thái hả? Các sư nói là thừa lệnh Diệp Quốc Thái, Diệp đại nhân, để lấy lòng Hoàng thượng. Diệp Quốc Thái đã tìm một đám sư giả để lễ Phật luận thiền cùng Hoàng thượng. Nói là khi nào Hoàng thượng về rồi, sư giả sẽ để tóc hoàn tục. Mỗi người được 400 lạng bạc ạ. Nghe nói Diệp Quốc Thái, Diệp đại nhân lấy bạc ngân khố để phát cho họ. Diệp Quốc Thái, nhà ngươi đã biết tội chưa? Xin Hoàng thượng xá tội, xin Hoàng thượng xá tội ạ. Nhà ngươi khi quân loạn chính sự, tội không thể tha. Bé đâu? Dạ. Lột nón đi, xử tung xẻo. Dạ. Lôi đi mau. Hoàng thượng tha tội chết. Hoàng thượng tha tội chết. Hòa đại nhân. Hoàng thượng sáng suốt. Hoàng thượng sáng suốt. Lưu Dung, có thần ạ. Chấm khen khanh một lòng trung thành vì nước. Về nhà để tóc 3 tháng, điều về kinh thành, thăng 3 cấp, thần đội ơn trời biển Hoàng thượng. Bình thân, đội ơn Hoàng thượng. Muôn tâu Hoàng thượng, thần có một việc bẩm báo. Việc gì? Nói đi. Thần có một người bạn đồng môn tên là Lý Tịnh, cũng bị Diệp Quốc Thái cạo chọc đầu ạ. Nó cũng như khanh bị ép buộc gột tóc ư? Dạ, Lưu đại nhân, không nên được đằng chân lân đằng đầu. Hoàng thượng đã ban pháp danh Đạo Ký cho Lý Tịnh, lúc đó ngài cũng có mặt. Chả nhẽ ngài cho rằng Hoàng thượng nói đùa ư? Lưu Dung, có thần ạ. Chẫm thấy nhà sư Đạo Ký không cần hoàn tục nữa. Tuân chỉ. Nghe rõ chưa? Khởi giá. Thank you.
Hoàng thượng giáng chỉ, Lưu Dung yết kiến. Thần Lưu Dung nhận chỉ. Xin mời. Mời công công. Xin mời. Xin mời. Thần Lưu Dung tham kiến Hoàng thượng. Lưu Ái Khanh bình thân, đội ơn Hoàng thượng. Lưu Dung, có thần. Năm nay lại đến kỳ sát hạch, 3 năm tổ chức một lần. Các quan to nhỏ trong kinh thành đều phải dự thi để phân hạng giỏi kém. Sau đó kén chọn hiền tài, loại bỏ tầm thường. Ngoài ra, sau cuộc sát hạch ở kinh thành năm ngoái, các quan châu huyện cũng đã thi xong. Những người điểm cao đều được đề cử lên kinh thành, nay tập trung khá đông. Đây là công việc quan trọng nhằm thắt chặt kỷ cương. Trẫm thấy Khanh ở Giang Ninh làm quan liêm khiết, làm việc cẩn trọng. Nay thăng chức thị lang bộ lại, giúp trẫm lo toàn việc này. Đội ơn trời biển Hoàng thượng. Sao cửa đóng im lìm thế nhỉ? Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa nào. Ê, ê, ông nhà tôi đi vắng. Các bác về cả đi. Tôi đến trước. Tôi đến trước mà. Ôi, sao lắm người thế này. Đã bảo là ông nhà tôi đi vắng. Đi vắng, các bác nghe rõ chưa? Ôi, sao mà lắm người thế này. Đã bảo ông nhà tôi đi vắng, các bác nghe rõ chưa? Cái gì thế à? Thưa phu nhân, ông hôm nay nhậm chức, bảo mang theo đồ dùng cũ đi, đồ của mình dùng nó thuận tay. Thôi được, các anh đi lo việc đi. Phật phải thếp vàng, người cần mặc áo. Quần áo của ông cũ quá rồi, kinh thành khác Giang Ninh. Ông mặc bộ quần áo này đi làm, không sợ người ta cười cho à? Bộ quần áo cũ thật đấy, nhưng chiếc mũ mới toanh. Làm quan ở tâm, chứ đâu ở mã ngoài. Chỉ cần chính trực liêm khiết, cần chi đến gấm vóc lụa là. Thế thì ông ở chân mà đi làm. Ôi giời, nói thế mà nghe được. Lấy bộ quần áo của bố thiếp mặc tạm, khi nào quần áo mới may xong đổi lại. Người bố to thế, một ống quần cũng có thể biến thành chiếc áo dài của tôi. Rõ thật là. Lại đây. Quần áo đặt may chiều nay họ đưa tới nha môn bộ lại. Cứ mặc tạm bộ này đã. Này, Hoàng thượng giao cho ông việc gì thế à? Sao mấy hôm nay người đến biếu quả đông như kiến ấy, đứng kín cả cửa trước cửa sau.
Theo chế độ của Đại Thanh ta, cứ 3 năm tổ chức sát hạch các quan to nhỏ ở Kinh Thành 4 nội dung. Thứ nhất, hành vi phẩm chất. Thứ hai, khả năng làm việc. Thứ ba, thông minh tài cán. Thứ tư, tuổi tác xuất thân. Tuổi tác lại chia làm 3 loại là trẻ, khỏe, yếu. Sát hạch xong, liệt kê danh sách và trình lên Hoàng thượng ngự lãm. Những người phù hợp 4 tiêu chuẩn đề cử thăng quan, nếu không thì đề nghị bãi miễn. Ấy là việc Hoàng thượng giao cho tôi làm. Bà xem đã vừa chưa? Còn nữa, các quan châu huyện cũng phải thi theo 4 tiêu chuẩn nói trên. Việc này liên quan đến công danh tiền đồ của họ. Cho nên những bọn bất tài su nịnh mới tìm mọi cách hối lộ để được đề cử thăng quan tiến chức. Ồ, thảo nào. Tôi đã sai chú An treo một tấm biển ngoài cửa để báo cho những kẻ đến biếu quà biết. Đứng ra đằng kia. Cái gì thế hả? Đó là điển cố. Điển cố gì hả? Đợi tôi treo lên rồi nói cho bác hay. Treo hai con cá gỗ này nghĩa là thế nào hả? Nghĩa là không nhận quà biếu. Không nhận quà biếu hiểu chưa? Các bác ơi, ông nhà tôi đi vắng. Ông nhà tôi đi vắng thật mà. Bác nào có việc quan xin đến nha môn gặp ông. Bác nào đến mừng, chúng tôi xin nhận lòng tốt và cảm ơn. Còn quà cáp xin các bác mang về hộ cho. Chúng tôi biết ăn nói thế nào hả? Anh làm ơn nhận giúp. Các bác cho nhờ cái nào? Đây có phải nhà ông tri phủ Giang Ninh Lưu Đại Nhân không ạ? Phải, các bác muốn gì hả? Bốn anh em chúng tôi đến đây khinh kiệu cho đại nhân. Khinh kiệu? Ông nhà tôi không có kiệu. Ôi, chồng các bác mặt xanh nanh vàng ra thế kia. Các bác khiêng kiệu cho ông, hay là ông khiêng kiệu cho các bác hả? Thôi, đi về đi. Chúng tôi có mang theo thư của cụ. Chúng tôi cũng có thư của ông. Thư của cụ mà, đúng cụ viết đấy. Thế hả? Đúng cụ viết à? Đưa đây tôi xem nào. Chú không cho vào, chúng tôi về quê Sơn Đông đây. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Tôi vào báo ông ngay. Các bác vào đi. Hồi chúng tôi khinh kiệu cho cụ, chú còn hỉ mũi chưa sạch. Tu tu thu thủy, tại Hà Chi Châu. Nhanh lên, vào đi. Này, có khách ở quê ra, mau ra tiếp để tôi đi bẩm ông. Ồ, mời các bác vào, mời các bác vào. Thưa ông, những người đến biếu quà chặn hết cả cửa ngõ. Ta đã bảo rồi, cứ nói là ta không có nhà, bảo họ mang về hết đi. Còn nói rồi ạ, nhưng họ không chịu đi, cứ đứng lì ở đấy như phỗng. Những ai hả? Dạ, đồng môn của ông ở Quốc Tử Giám, Hàn Lâm Viện Trần Quốc Đường. Đường môn Quốc Tử Giám à? Nói láo. Sao tôi không nhớ vị đồng môn này nhỉ? Chắc ông không nhớ. Trần Quốc Đường là học trò năm thứ ba đời Sùng Đức. Cái gì? Năm thứ ba đời Sùng Đức. Ôi, lúc đó ông nhà anh còn chưa ra đời. Nếu ai từng học Quốc Tử Giám đều là đồng môn, thì ông còn là đồng môn của Tiên Hoàng. Đây nữa ạ, chú họ của ông Cao Chính Tường. Chú họ? Tôi là ông họ của nó thì có. Ông ta nói là 8 đời trước của ông lấy gì họ ông ấy ạ? Thôi thôi, khỏi phải đọc nữa. Nếu không lại chui ra tổ tông thì chết. Đúng, ta là tổ tông nó. Tổ tông thì chưa chắc, nhưng có 4 bác ở quê cầm thư cụ ra thăm thì có thật. Đưa đây ta xem nào. Thú thật nha, ông nhà này chưa có kiệu đâu. Sáng dậy đi làm, các bác biết không?
tôi phải ra ngoài thuê kiệu về cho ông đi. Thế à? Thế thì không được. Ông là quan tứ phẩm, phải ngồi kiệu tứ phẩm chứ. Chúng tôi sẽ khinh kiệu cho ông. Đúng thế. Trông kìa, ông đang ra đấy. Ôi ôi ôi, các anh phục dịch cụ nhiều năm không cần hành đại lễ như thế. Đứng dậy đi. Nào, đứng dậy. Mời ngồi. Cụ tuổi già về quê, chúng con cũng đều có tuổi rồi, về quê không biết làm gì mà ăn. Cụ bảo chúng con ra ngoài này phục dịch ông ạ. Ồ, được. Các anh cứ ở lại đây. Tôi còn miếng ăn thì không để các anh đói đâu. Cảm ơn ông. Thưa ông, phu nhân ra. Phu nhân. Các anh nghỉ ngơi vài ngày đã. Thôi đứng dậy đi, đứng dậy đi. Sau này còn nhiều việc vất vả nhờ đến các anh đấy. Ông ơi, chả sớm sủa gì nữa, ngày đầu tiên nhậm chức, chớ nên đi muộn. Ông ơi, cửa trước cửa sau đông nghịt người, làm thế nào mà ra được ạ? Ta đã bảo Trương Thành thuê kiệu đợi ngoài kia. Ta leo tường qua đó, cứ để họ chầu ngoài cửa. Đường đường tứ phẩm thị lang trèo tường đi làm, kể ra cũng hiếm có. Trương Thành. Dạ. Lưu An. Lưu An. Dạ. Nào. Cầm lấy. Cầm lấy. Ném xuống đi, ném xuống đi. Còn nữa không? Hết rồi. Đứng ở đây đợi ông xuống nhé. Đỡ cẩn thận nhé. An ơi, đỡ cẩn thận. Ôi ông ơi, ông đứng dậy mau. Trời ơi, chiếc áo của tôi rách tả tơi mất rồi. Rách hết cả thế này. Thưa ông ăn mặc thế này đi nhậm chức sao được ạ? Ồ, con có kim chỉ, để con vá hộ ông ạ. Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Ông ơi, cởi ra mau để con vá lại cho. Không kịp nữa rồi. Có người trèo tường, bắt lấy nó. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ông ơi, nhanh lên. Đi, đi mau. Đi. Khiêng vào mau. Nhanh lên, đi bên này. Ông đi nhanh lên. Nhanh lên ông. Kìa ông, sao lại đứng đấy? Đi vào trong cơ mà. Đi nào, nhanh lên. Nhanh lên ông. Ngài dạo này có được khỏe không? Hòa đại nhân, hôm qua ngài biếu tôi 10.000 lạng bạc, việc gì mà ngài phải tốn kém thế hả? Ôi, thổ phỉ hả? Ờ, thưa đại nhân, Sơn Tây không có thổ phỉ, nhưng bắt trộm gà qué thì vẫn có.
Thế hả? Mời ngài ngồi. Mời ngài. Cảm ơn. Ngài có việc gì cứ nói. Tại tôi chưa điếc. Ngài cứ nói đi, tôi đang nghe mà. Thế hả? Ngài nói đi. Kỳ sát hạch năm nay tôi có nhiều thành tựu lắm, nhưng muốn nhờ ngài giúp đỡ. Làm cách nào đề cử tôi lên bốn nội dung sát hạch ấy, mong ngài thôi được. Ngài bao nhiêu tuổi? Cống sinh. Tôi không phải cống sinh, tôi là tiến sĩ. Ôi dào, tôi biết rồi. Hỏi ngài bao nhiêu tuổi? Còn trẻ. 80 có lẻ. 83 tuổi rồi à? Bỉ chức tuổi hơi cao, nhưng còn khỏe khoắn lắm. Đúng thế. Và lại đã ăn lộc triều đình, thế nào cũng phải tận trung với hoàng thượng, báo đền ơn vua. Tốt lắm, tinh thần của ngài đáng khen lắm. Nhưng theo luật Đại Thanh ta, các quan tứ phẩm trên 55 tuổi đều phải về quê nghỉ ngơi. Ngày đến các vị khai quốc công thần và các đại thần có nhiều công trạng, tuổi cũng không được quá 70. Cho nên theo tôi, ngài về an nhàn tuổi già là hay nhất, chớ chạy trọt vất vả làm gì. Việc này khó lắm. Châu báu hả? Có. Bay đâu? Mau mang châu báu lên biếu hòa đại nhân. Mở ra. Hòa đại nhân xem. Xin biếu ngài. Thưa ngài, có nhận không ạ? Mang vào đây. Xong việc rồi, xin biếu ngài 30.000 lạng bạc nữa. Được. Xin ngài đề cử tôi nhé. Thưa ngài, thú thật với ngài, việc này trước kia chả có gì khó. Chỉ cần sửa lại vài nét trong danh sách đề cử mà thôi. Lần này thì hơi khó đấy, vì hoàng thượng đã giao việc này cho anh Gù làm rồi. Đến rồi. Dừng kiệu. Ông đi cẩn thận. Này, đi đâu đấy hả? Lại đây, bảo cho nó biết ta đến làm gì. Đây là thị lang mới, Lưu đại nhân, lại bộ thị lang. Sao? Các anh không tin hả? Nó là thị lang. Thì tôi là Ngọc Hoàng. Hai đứa bay mắt mũi lèm nhèm quá. Ông nhà này làm quan không cậy cái này. Ông cậy vào học cao biết rộng rõ chưa? Mắt mũi nhà ngươi làm nhèm thì có ấy. Anh nói gì đấy hả? Anh có biết đây là đâu không? Nha môn của bộ lại Đại Thanh. Ăn may mà dám bén mảng đến đây hả? Anh nói gì đấy hả? Đây là quần áo của ông nhà tôi. Mở mắt ra mà xem này. Tôi không thèm xem. Chắc là đống đồ nát nhặt ở đâu về. Vô lý thật đấy. Ông các ngươi nhất định phải ngồi trong nha môn bộ lại này. Kìa, ông dám. Tránh ra. Tránh ra.
Hai thằng điên này, tí nữa quan mới đến tống cổ chúng mày đi. Tống cổ đi, hôm nay ta cứ vào trong, ngồi lên ghế quan xem thế nào. Anh gù này hay thật. Ta đã không chê anh rách dưới, anh còn muốn ngồi ghế quan. Tóm cổ chúng nó lại, để tí nữa quan mới đến trị chúng. Thôi không nói nữa. Để tí nữa Lưu đại nhân đến bắt ông ta cho chúng mình ăn cơm. Trương Thành, Lưu An, theo ta vào. Đến nhà môn bộ lại. Dạ, mời ngài. Khênh kiệu. Khênh kiệu. Xin chào Hòa đại nhân. Nhanh đi bẩm báo Lưu đại nhân đến nhậm chức mới. Dạ. Thưa đại nhân, Lưu đại nhân còn chưa đến ạ. Con đã đợi ở đây 2 canh giờ rồi ạ. Nói láo. Bây giờ đã giờ nào rồi hả? Lưu đại nhân không như người khác, không bao giờ đi muộn đâu. Chết cha, hay là thằng điên vừa rồi? Bệnh nào, thằng gù ấy. Các người nói gì đấy hả? Dạ, nói anh gù ạ. Gù hả? Đúng. Đúng là lại bộ thị lang Lưu Dung mới được bổ nhiệm của các người đấy. Ngài bây giờ đang ở đâu? Dạ, ở chuồng ngựa. Chuồng ngựa. Ôi, chỉ tiếc là không nhốt lâu được. Đại nhân tha tội chết. Đại nhân tha tội chết. Ta có trách cứ các người đâu. Mau, đưa ta đến chuồng ngựa. Nhanh lên. Bốn hai, bốn ba, bốn tư, bốn năm, bốn sáu, bốn bảy, bốn tám, bốn chín, 50. Lưu đại nhân. 52, 53. Lưu đại nhân. Ồ, Hòa đại nhân đấy à? Cảm ơn ngài quá. Nếu ngài không đến thì thầy trò tôi đêm nay phải ngủ chuồng ngựa mất. Cảm ơn ngài quá. Chỉ tại những tên nô tài kia có mắt như mù. Dạ dạ. Nhưng cũng phải nói rằng ngài ăn diện thế này. Ồ, xấu xí, xấu xí. Ngày mai tôi sẽ biếu ngài 2 bộ quần áo gấm vóc thượng hạng. Ồ, không dám, không dám. Phiền ngài quá, làm phiền ngài quá. Vào thời nhà quan, ra thì kiệu mà. Sĩ diện của ngài cũng là sĩ diện của hoàng thượng ấy thôi. Dạ. Các người giúp ngài thu xếp mau. Ta đợi trên nhà ấy. Dạ. Đồ khốn kiếp. Hôm nay ông mới đến làm. Các người đã dám lên mặt với ông hả? Ta nói cho mà biết. Các người không nên chỉ nhìn bề ngoài. Cũng như nước biển không thể đong bằng cái gầu. Dạ dạ, tiểu nhân biết tội rồi, biết tội rồi ạ. Thôi thôi. Trương Thành, ra ông bảo này. Việc này về nhà không được ton hót với bà, nghe chưa? Dạ. Hòa đại nhân đến đây không biết có điều gì dạy bảo. Không dám. Lưu đại nhân được thăng chức lại bộ thị lang và được hoàng thượng giao cho việc sát hạch các quan. Tôi đến chúc mừng đó.
Ngoài ra, có tí việc muốn phiền ngài, không biết ngài có ưng thuận giúp cho không? Ồ, Hòa đại nhân có gì sai bảo cứ nói. Ngồi đi. Cảm ơn đại nhân. Thủ bị Sơn Tây Ôn Quốc Khải, cùng tuổi với bản quan, 38 tuổi. Người này tài cán xuất chúng, thành tựu như núi, thuộc diện sát hạch đề cử lần này. Ai ngờ kẻ dưới làm việc cẩu thả, viết ngược con số 38, nhầm là 83. Nếu đại nhân không quản khó nhọc, giơ tay cầm bút sửa lại, bản quan xin hậu tạ. Sửa chữa sai sót là bổn phận của tôi, nói chi đến hậu tạ. Việc này tôi sẽ tự kiểm tra lại. Hay lắm, Lưu đại nhân quả là con người khẳng khái. Xong việc còn con thế này, đại nhân cần gì phải mệt nhau, bảo kẻ dưới một câu là được mà. Tôi phải cảm ơn việc ngài đã giải thoát cho tôi, nên việc này tôi nên làm lấy mới phải. Thôi được, như thế, rất cảm ơn đại nhân. Thưa ngài, tôi nghe nói người ta nối đuôi nhau đến quý phủ chúc mừng biếu quà, đông như chảy hội. Thế mà cửa phủ đóng chặt không tiếp một người. Ngài quả là cương trực liêm khiết, là tấm gương sáng của bách quan trong triều. Hòa đại nhân khen quá lời. Nhưng giả dụ đại nhân có công việc khẩn, không sợ nhỡ việc sao? Hòa đại nhân chưa hay rồi, chỉ cần nói tu tu thu thủy tại Hà Chi Châu, trong nhà sẽ mở cửa ngay. Ồ, Lưu đại nhân xứng đáng là trạng nguyên ngự điển, người nhà ăn nói cũng rất chi là văn vẻ. Ngài khen quá lời. Thưa ông, đồ đạc để đâu ạ? Để trên bàn. Ra mau. Ồ, đồ dùng văn thư này rất chi là tinh xảo. Đặc biệt là cái chặn giấy này. Giống hệt như Hồ Công Công đến. Xin mời. Hồ Công Công. Lưu đại nhân, hoàng thượng khẩu dụ, Hòa đại nhân mời ngài vào ngay cung điện gặp hoàng thượng. Hòa thân biết rồi, sẽ theo vào hầu ngay. Cảm ơn Lưu đại nhân. Mời công công. Việc tôi vừa nhờ Lưu đại nhân, tôi nhớ rồi. Tốt lắm. Chậm mất bao nhiêu công sức, bao nhiêu năm mới tìm được năm bộ Vĩnh Lạc đại điển, đang định đối chiếu chỉnh lý lại, rồi sai khắc in thành sách để cho con cháu muôn đời hoàn thành ước nguyện của chậm. Nhưng Hàn Lâm viện xảy ra hỏa hoạn, bộ sách bị lấy cắp, đã sai thôi sự đại lý Tự Đường Bảo Lương truy bắt kẻ gian. Hơn một tháng nay tại sao vẫn chưa có tin gì hả? Muôn tâu hoàng thượng, Đường Bảo Lương nhận án này không những không tăng cường canh gác các cổng thành, mà còn mở rộng cửa và bớt lính gác đi, cố tình cho kẻ gian chạy trốn. Nô tài suy nghĩ mãi, hay là vụ này dính líu đến Lưu Dung? Tại sao không bẩm báo ngay? Vì Bát Vương, Cửu Vương đề cử, nên nô tài không dám hé răng. Anh tìm ai đấy hả? À, người anh em, tôi là thầy Lang. Lục Vương mời tôi vào thăm bệnh. Ông đi vắng rồi. Chắc về ngay bây giờ. Tôi vào thư phòng ngồi đợi một lúc vậy. Ồ, không được, không được. Chỗ ấy làm sao tùy tiện vào hả? Anh đợi ở đây, tôi vào bẩm báo.
Thưa phu nhân, thầy lang đến rồi ạ. Ông có ốm đâu? Mời thầy lang bao giờ hả? Dạ, anh ta nói... Ông ơi, đến giờ về rồi ạ. Thấy chưa? Ta đã biết ngay mà. Ôn Quốc Khải rõ ràng 83. Thế mà Hòa Đại Nhân nói với ta là 38 tuổi. Ôn Quốc Khải là tiến sĩ đời Thịnh Tổ năm thứ 23. Nếu mới 38 tuổi, chả hóa ra ông ta có tên bảng vàng lúc còn đang ở trong bụng mẹ à? Vâng ạ. Ta sẽ tấu trình tội khi quân của hai đứa chúng nó. Ra đi. Ra đi. Quản gia, đi mau lên. Nhanh lên ra quân đi chứ. Thưa ông, thủ bị Sơn Tây Ôn Quốc Khải xin gặp ông ạ. Ta vừa định ra quân 30.000, thế mà đã có người đưa biếu 30.000 lạng bạc. Ôi, ngài gặp may quá. Thưa ông ta đến đòi bạc ạ. Cái gì? Định chấn tiền ta hả? Ông ta nói Lưu Đại Nhân báo cho biết không sửa tuổi tác mà còn vạch tội khi quân. Ông ta sợ quá, đến rút lời nhờ vả đại nhân chạy trọt, đòi lại vàng bạc châu báu về quê dưỡng lão ạ. Anh gù ghê thật, vuốt mặt không nể mũi. Rồi xem mèo nào cắn mỉu nào. Ra bảo với thằng già ấy, không có việc gì ta không làm nổi. Bảo nó đợi 2 ngày đã. Ra quân đi chứ. Chơi tiếp. Nô tài hòa thân khấu kiến hoàng thượng. Bia thập tam kinh và bia công đức là việc để lại tiếng thơm muôn đời. Khanh hãy khẩn trương đốc thúc. Nô tài tuân chỉ. Thôi, bình thân. Này, trẫm sai Lưu Dung lo việc sát hạch, không biết có tận lực không? Muôn tâu hoàng thượng, nô tài đã quan sát nhiều ngày. Từ hôm nhậm chức đến nay, trước cửa nhà Lưu Dung, người đến biếu quà đông như chảy hội. Mà nghe nói ông ta tham tiền phạm luật, đề cử chức quan to nhỏ theo số tiền nhiều hay ít ạ? Làm gì đến thế? Lưu Dung làm quan liêm khiết, trẫm không tin có chuyện như thế. Khanh ngày thường bất hòa với Lưu Dung, nên gạt bỏ oán hờn, đồng tâm đồng lực, không nói xấu nhau mới phải. Hoàng thượng nói phải lắm ạ. Nhưng trước hoàng thượng, nô tài không dám nói dối. Nô tài muốn mời Hồ Công Công cùng đi xem thực hư để về bẩm báo hoàng thượng. Ở đây hả? Từ từ thôi. Đến rồi đấy. Hòa đại nhân xem kìa, cánh cửa đóng kín mít, còn treo cả cá gỗ, có nghĩa là từ chối không nhận quà. Công công chớ vội vàng, nói thật với công công chứ, Lưu Dung này, nó xem danh mục quà biếu trước, có nặng cân mới chịu nhận. Công công xem nhé.
Hòa đại nhân lần này tốn kém quá. Thú thật với công công, bề ngoài tôi nói là vàng bạc châu báu, thực ra là đậu phụ cả đấy. Đậu phụ. Đại nhân hay thật đấy. Nhưng xem Lưu Dung có chịu nhận không. Tu tu thu thủy, tại Hà Chi Châu. Xem kìa, nhận rồi. Thế nào? Lần này thì công công tận mắt nhìn thấy rồi nhé. Về tâu lên hoàng thượng. Lưu Dung to gan thật, dám tham tiền. Hoàng thượng bớt giận, bảo Lưu đại nhân tham tiền phạm luật, còn thiếu bằng chứng cụ thể. Đã tìm thấy Đường Bảo Lương chưa? Muôn tâu hoàng thượng, chưa thấy tin gì, chắc nó đã bỏ trốn. Ra lấy một ít vàng bạc. Hòa Ái Khanh, giao cho Khanh đi hối lộ Lưu Dung, bảo nó đề cử Đường Bảo Lương. Nếu nó nhận hối lộ thật, trẫm nhất định trị tội. Muôn tâu hoàng thượng, Lưu Dung chưa hẳn đã thích vàng bạc. Khanh muốn nói là nô tài tối nghĩ, con sư tử vàng để chặn giấy. Ồ không, không được. Đó là vật trẫm yêu thích. Muôn tâu hoàng thượng, quân tử cầu hiền, trung và gian khó phân biệt. Lấy sư tử vàng chặn giấy để phân rõ tốt xấu, nô tài cho là xứng đáng. Thôi mang đi, mang đi. Dạ. Thưa ông, Lưu đại nhân mang đậu phụ thối đến gặp ạ. Đậu phụ thối nào? Thưa ông, chỗ đậu phụ hôm qua mang biếu, ông ta lại trả về. Đậu phụ này để lâu thối lên, làm cho cả phủ ta nặng mùi ạ. Ra bảo ta đi vắng. Ông ta vào kia rồi ạ. Ồ, chào Hòa đại nhân. Mang vào đi. Ồ, Lưu đại nhân, Hòa đại nhân. Lưu đại nhân không nhận mấy miếng đậu phụ ấy, làm tôi khó nghĩ quá. Thưa ngài, tục ngữ có câu, không công thì không lộc. Hơn nữa tôi không ăn đậu phụ. Mời Lưu đại nhân vào. Ồ thôi thôi, việc Hòa đại nhân nhờ bỉ chức, tôi đã xem xét kỹ. Tuổi Ôn Quốc Khải không bị nhầm lẫn khi sao chép. Ông ta tuổi đã cổ lai hy. Theo luật Lưu đại nhân, khỏi phải nói nữa. Việc này tôi đã biết rồi, đang định báo cho ngài biết là tôi bị lừa. Suýt nữa phạm một sai lầm lớn, quả là đáng hổ thẹn. Hòa đại nhân nói thế, bỉ chức thấy an lòng. Ồ, không còn sớm sủa gì nữa, bỉ chức xin cáo lui. Khoan, Lưu đại nhân sao vội về thế? Việc này làm phiền đại nhân, tôi thấy trong lòng áy náy quá. Ồ không, không sao. Tôi có việc hệ trọng muốn bàn với ngài. Xin mời ngài sang bên này. Không dám giấu giếm Lưu đại nhân, việc đề cử Đường Bảo Lương tôi đã tấu trình hoàng thượng. Bỉ chức cũng chỉ là làm theo ý chỉ mà thôi. Đó là ý hoàng thượng, Lưu đại nhân. Vậy tại sao không trực tiếp truyền chỉ xuống? Hoàng thượng sợ ở dưới không bằng lòng, cho rằng đề cử từ dưới lên tốt hơn. Cho nên... Sao cơ? Chả nhẽ Lưu đại nhân không tin? Chả nhẽ hòa thân tôi truyền thánh chỉ giả sao? Ồ không dám, không dám. Đã thế này, tôi đành phải tuân chỉ đề cử mà thôi. Tốt lắm. Cảm phiền Lưu đại nhân lắm.
Vậy bỉ trước xin cáo lui. Về nhé. Ồ, chữ đẹp, thơ hay. Muôn tâu hoàng thượng, nô tài cho rằng từ cổ chí kim, trong các đời vua chúa, người am hiểu thơ văn nhất là hoàng thượng đấy ạ. Hay, hay lắm. Hòa thân, Lưu Dung nhận con sư tử vàng của trẫm thật hả? Muôn tâu hoàng thượng, nó không những nhận, còn hứa sẽ đề cử Đường Bảo Lương. Nó dùng đồ vật trẫm yêu thích mà an lòng thế ư? Trẫm phải đến nhà xem mới được. Hòa thân, Lưu Dung nhận con sư tử vàng của trẫm thật hả? Muôn tâu hoàng thượng, nó không những nhận mà còn hứa sẽ đề cử Đường Bảo Lương. Nó dùng đồ vật trẫm yêu thích mà an lòng thế ư? Trẫm phải đến nhà xem mới được. Thánh giá tới, không được thông báo. Thánh giá tới, không được thông báo. Hoàng thượng đi cẩn thận. Thế nào hả? Thì nhờ viết chữ đẹp mới lừa được thiếp về làm phu nhân. Ồ, còn cờ vây nữa chứ. Thánh giá tới, Lưu Dung nghênh giá. Dân đen không biết thánh giá tới, chưa ra nghênh tiếp, mong hoàng thượng xá tội. Hai người bình thân, đội ơn hoàng thượng. Xin mời. Ồ, chữ của Khanh viết ngày một đẹp ra. Hoàng thượng nhìn kìa. Còn sư tử vàng chấn giấy trên bản Lưu Đại Nhân mới đẹp làm sao. Ồ, tinh xảo quá, khiến người ta không nỡ buông tay. Hoàng thượng sáng suốt, trong cung có nhiều của quý. Cái chấn giấy bé tẹo này làm sao mà lọt mắt hoàng thượng ạ? Nhưng thần hàng ngày luyện chữ không thiếu nó được ạ. Cái chấn giấy tinh xảo như thế này chưa chắc trong cung đã còn. Lưu Ái Khanh lấy được ở đâu đấy hả? Dạ, đó là vật ông cha để lại.
À, trẫm thấy ngoài cửa nhà khanh, người đến biếu xén đông như chảy hội, làm tắc nghẽn cả đường đi. Hẳn là mấy ngày vừa rồi có người mang đến biếu khanh. Muôn tâu hoàng thượng, thần không dám ăn hối lộ, không dám phạm luật ạ. Thần đang định viết một tờ sớ kê tên những đứa tìm cách hối lộ ngoi lên ngoài kia, rồi cùng tờ sớ đề cử trình hoàng thượng ngụ lãm. Tốt lắm. Khanh hãy mau mau trình sớ lên, trẫm chờ xem. Tuân chỉ. Về cung. Dạ. Khanh kiệu về cung. Tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng đi rồi. Sao thế à? Tại sao hoàng thượng tự nhiên đến nhà quan tứ phẩm? Phu nhân bảo có lạ không? Thiếp đang định hỏi ông đấy. Có hòa thân đi cùng chẳng có gì là tốt lành đâu. Hoàng thượng đến thăm phu nhân hay sao? Ôi, phu nhân cấu đau thế. Hình như hoàng thượng thích con sư tử vàng trấn giấy, cầm trong tay xem mãi, giọng nói đầy gai góc. Hoàng thượng hả? Thích vơ hết của quý trên đời này. Hoàng thượng mà thích chắc phải cống lên, biết làm sao được. Theo thiếp thì... Không, không thể làm thế. Có gì mà không được? Một con sư tử vàng thôi mà, người còn là của hoàng thượng, huống hồ là đồ vật. Phu nhân chưa hay rồi. Tôi có hai người anh. Hồi nhỏ, ba anh em học, chơi cùng nhau, thương yêu nhau như một. Tôi tuy tàn tật, nhưng rất chi là nghịch ngợm. Hai anh chiều tôi lắm. Ai ngờ cha tôi một mực trung thành với thánh thượng, lại trực tính và liêm khiết hết mực. Vì một vụ án oan khiên mà giết hai anh tôi, còn lại mỗi mình tôi. Sau này vụ án được làm sáng tỏ, không liên quan đến hai anh tôi. Hoàng Thái Hậu đến nhà xin lỗi cha tôi. Thấy tôi tuy bị gù nhưng vẫn trong đèn rùi mài kinh sử, mới ban cho vật này. Nó đã cùng tôi đèn sách bao nhiêu năm nay, là hai cái mạng sống của anh tôi đó. Ôi, con không nhìn, con chả nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy thì đã sao nào? À, hoàn thân thiết mà, nào mau đỡ ông dậy đi. Phu nhân đứng dậy đi. Xin mời. Yến ơi, con đi làm bắt yến xào tầm đường để ông tầm bổ. Thưa phu nhân, lão phu nhân bị mệt. Khi nào phu nhân sang thăm để con bảo anh An chuẩn bị kiệu. Ra bảo chú An chuẩn bị kiệu ngay. Dạ. Phu nhân, hòa thân bảo tôi đề cử thôi sự đại lý tự đường Bảo Lương. Còn nói đó là ý chỉ hoàng thượng. Hay là hòa thân truyền thánh chỉ giả? Đường Bảo Lương là người như thế nào? Ông phải làm rõ kẻ hòa thân đưa ông vào trong thì chết. Tôi chỉ nghe nói hoàng thượng giao cho anh ta khám phá vụ ăn cắp bộ sách Vĩnh Lạc Đại Điển. Nghe đâu anh ta không tuân chỉ, không đi phá án. Bây giờ không biết đang ở đâu.
Phu nhân xem này, trên đường về cụ đã ngáy rồi. Cụ uống quá chén, mau đỡ cụ vào phòng nằm nghỉ. Láo nào, ai uống quá chén hả? Ai hả? Tên trộm to gan thật đấy, dám vào phủ vương ăn cắp. Bây giờ nhà ngươi còn chạy đằng trời. Chạy này, chạy này. Ta không để cho ngươi chạy thoát đâu. Thằng xanh kia, ngươi tưởng là lão gia đã già, dễ bắt nạt hả? Nói cho ngươi biết nhé, lão gia đã đánh trận nửa đời người rồi, võ công của ta ác chiến lắm. Ngươi vẫn còn định lấy trộm đồ của ta ư? Được, hãy nhìn chiêu của ta đây.
Người hãy ra đây. Ta sợ người làm bẩn giường của ta. Ra đi. Ra đi. Tiếc là không có ngựa ở đây. Cha, cha làm gì mà Mỹ ở trong đó thế? Cha đang bắt chuột. Hà Nhi, con hãy đóng chặt cửa đi và cửa sổ cho cha. Căn phòng này rất nhỏ, con không vào giúp cha được đâu. Mẹ con cứ tưởng là cha đang hăng vì rượu. Hôm nay cha của con uống đã lắm rồi. Muốn chạy hả? Cha, lão phu chẳng hồ đồ chút nào cả. Ta biết ngay là ngươi sẽ nhảy ra theo lối cửa sổ mà. Cha, có chuyện gì vậy? Ngươi này là ai? Cha cũng không biết hắn là ai mà dám đến vương phủ ăn trộm. Cái lưới này cha chuẩn bị sẵn đã mấy năm nay rồi. Đây là lần đầu tiên dùng đến nó đấy. Xin bái phục, xin bái phục. Lão gia, người này chính là cái tay thầy thuốc sáng nay đã xông vào nhà ta đấy ạ. Đóng giả làm thầy thuốc à? Khá lắm. Bạn này người đã dò được lối ra vào rồi hả? Lão gia, đưa hắn đến cho quan phủ hỏi tội chứ ạ. Hãy trói nó lại cho ta, rõ. Yên Thúy, dẫn được. Hà Nhi à, cha không sao chứ? Hà Nhi, cha không sao đâu. Nhưng theo cha thấy thì người này không phải là loại trộm cắp bình thường đâu. Anh ta không lấy trộm vàng bạc mà lại chui vào thư phòng, không biết là để lục lọi cái gì. Vừa rồi đánh với cha cũng chỉ né tránh mà không thực sự đánh lại cha. Sao cha giỏi thế? Đó là do uống rượu đấy mà. Cha, cha hãy cho gọi con rể của cha đến lo liệu chuyện này đi. Cha cũng có ý đó. Hà Nhi, con biết không, quan trường là nơi hiểm ác lắm. Trong chuyện này tất có điều gì kỳ quặc đây. Vào đi. Quả là một thầy lang trong chốn giang hồ. Trông người mặt mũi sáng sủa khôi ngô, có vẻ là người có học. Khi bị vương gia bắt lại vẫn ung dung điềm tĩnh, không hề có vẻ sợ sệt. Chắc là có chuyện gì muốn nói đây. Khi người vào cửa, ta thấy bước đi của người có dáng dấp của một kẻ làm quan. Người tuyệt nhiên không phải là một thầy lang trong chốn giang hồ rồi. Vậy người là ai? Hãy khai thật ra đi, để tránh khỏi bị đòn roi đau đớn. Từ lâu đã nghe nói Lưu Dung tài trí hơn người, quả là danh bất hư truyền. Tôi không phải là hạng trộm cắp, ngài có thể bảo người nhà lui ra được không? Trương Thành, Lưu An, hãy cởi trói cho anh ta. Các người lui ra đi. Ra đi. Hãy nói đi. Lưu đại nhân, vị chức chính là Đường Bảo Lương, làm thôi thừa đại lý tự. Anh là Đường Bảo Lương ư?
Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ta hiểu rồi. Vậy tại sao anh lại xông vào Vương phủ khi viện Hàn Lâm bị cháy? Lục Vương gia là người đầu tiên đến lo liệu chuyện chữa cháy, sau đó mới đi khỏi đó. To gan. Lục Vương gia là hoàng thân quốc thích, là cố mệnh trọng thần, thế mà anh dám nghi ngờ à? Lưu đại nhân, bị chức phụng mệnh làm án thì trong lòng chỉ nghĩ về cuốn Vĩnh Lạc đại điển đó, chứ không nghĩ đến ai là vương gia. Phạm những ai đến hiện trường lúc đó đều phải được điều tra kỹ rồi suy đoán một cách công bằng. Nếu vương gia phạm pháp thì cũng phải chịu tội như thứ dân. Hay lắm, khá lắm. Lưu đại nhân, đêm nay bị chức xông vào vương phủ, đã có thể đoán chắc rằng Lục Vương gia không liên quan gì đến chuyện này. Đúng đúng. Nếu ông ta có tật giật mình khi biết được ý đồ của bị chức, thì sau khi bị chức bị rơi vào lưới của ông ấy thì chắc là đã bị ông ấy giết chết rồi, làm gì còn có cơ hội được gặp ngài nữa. Theo ý của ta thì sự suy đoán của Đường đại nhân còn chưa đầy đủ. Xin đại nhân chỉ bảo. Để biên soạn Tứ Khố Toàn Thư, hoàng thượng đã cho sưu tập rộng rãi cuốn Vĩnh Lạc đại điển. Dân chúng biết về cuốn sách đó rất ít, nhưng những lời đồn đại về nó lại rất nhiều. Có người nói trong Vĩnh Lạc đại điển đó có giấu một bức bản đồ quý, có người nói mỗi trang sách của Vĩnh Lạc đại điển đó đều do vàng đúc thành. Bởi vậy cần phải điều tra trong số những kẻ làm tạp dịch đến chữa cháy và vận chuyển đồ đạc ra khỏi đám cháy. Ôi, bị chức lâu nay chỉ tìm kiếm bộ sách đó trong số những kẻ có học thôi. May được đại nhân chỉ bảo, nếu không suýt nữa thì hỏng cả việc lớn. Đường đại nhân một lòng một dạ lo làm tròn mệnh lệnh của nhà vua, thật đáng kính phục. Đại nhân quá khen rồi. Đêm nay bị chức đã lén xông vào vương phủ, xin đại nhân tạ tội hộ với vương gia vì đã làm vương gia kinh sợ. Bị chức phải cáo từ đây. Khoan đã. Sao? Phải chăng đại nhân đã thay đổi ý định ban đầu và sẽ tiếp tục phá án? Đương nhiên rồi, bị chức nhất định sẽ phải điều tra đến cùng, đâu sợ gì ai phỉ báng. Tốt lắm. Đường đại nhân có thể tiếp tục mặc quần áo dân thường để đi điều tra, nhưng trước khi phá được vụ án này thì không được về phủ nha. Sau khi phá xong vụ án, lấy được cuốn Vĩnh Lạc đại điển đó rồi thì có thể trực tiếp đến gặp để trình lên hoàng thượng, rồi trình bày rõ đầu đuôi câu chuyện được không? Vì sao lại phải như vậy? Bởi vì chuyện này có liên quan đến tiền đồ của cả hai chúng ta. Hãy nhớ làm như vậy nhé. Phu nhân à. Phu nhân. Chàng đã điều tra rõ về tên trộm đó chưa? Điều tra rõ rồi. Nàng thử đoán xem tên trộm đó là ai. Là ai vậy? Anh ta chính là Đường Bảo Lương làm thôi thừa ở đại lý tự đó. Có phải là Đường Bảo Lương mà hòa thân đang ra sức để đề cử không? Nếu chàng đứng ra để đề cử anh ta thì có phải là trúng vào cạm bẫy của hóa thân không? Ta e rằng chỉ có thể tạm thời bước vào cạm bẫy đó rồi tương kế tiệu kế thôi. Chàng đã không dâng con sư tử vàng, giờ lại đứng ra tiến cử kẻ có tội, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều đấy. Phu nhân yên tâm đi, Đường Bảo Lương nhất định sẽ bắt được kẻ gian, tìm lại bộ Vĩnh Lạc đại điển đó. Những bất chắc nhất thời này đến lúc đó rồi sẽ tan biến đi. Dù sao thì hoàng thượng cũng vẫn là một vị minh quân mà. Làm bạn với vua như chơi với hổ, xưa nay huân quân hay minh quân đều như vậy cả thôi. Phu nhân, lần này mất chức quan, không được mũ cao áo dài. Dù chàng làm quan hay là dân, thiếp cũng chẳng lo, chỉ cần chàng hiểu mình là thiếp đã mãn nguyện rồi. Hòa Ái Khanh, có nô tài. Nửa tháng nữa là đến ngày sinh nhật của Thái Hậu rồi đấy. Vâng ạ. Trong 10 ngày phải làm xong bia công đức và đặt nó trong chùa Vạn Thọ. Ngoài ra bia đá Thập Tam Kinh cũng phải hoàn thành đúng kỳ hạn và đặt ở Quốc Tử Giám. Nô tài tuân chỉ.
Thần Lưu Dung tham kiến Hoàng thượng. Ái khanh bình thân, tạ ơn Hoàng thượng. Lưu Dung, có thần. Việc kiểm tra đại nghi ở kinh thành khanh làm đến đâu rồi? Khởi tấu Hoàng thượng, việc kiểm tra xem xét các quan trong triều đã xong. Tổng cộng có 81 người được tiến cử và 321 người không hợp với 4 tiêu chuẩn phải loại bỏ. Xin trình lên để Hoàng thượng ngự lãm. Hãy đưa danh sách tiến cử lên cho ta. Vâng. Lưu Dung, có thần. Vì sao người đầu tiên mà khanh đứng ra tiến cử lại là Đường Bảo Lương? Thanh có biết là ông ta đã vi phạm, không tuân theo ý chỉ không? Hoàng thượng, thần cho rằng Đường Bảo Lương là người tích cực làm việc, bản tính cương trực. Trẫm đã lệnh cho ông ta tăng cường chóc nã kẻ trộm, đã lấy đi bộ Vĩnh Lạc đại điện, như ông ta thì sao? Hoàng thượng, thần cho rằng Đường Bảo Lương không làm ầm ĩ chuyện này, không cho rắn cáo thị, mà cho mở cổng thành là để cho bọn kẻ trộm mất cảnh giác, tưởng là không có chuyện gì, tất sẽ để lộ sơ hở, lúc đó mới bắt được chúng. Lưu đại nhân, nếu không bắt bớ lục soát thì làm sao mà tóm được kẻ trộm? Hòa đại nhân, nếu điều tra lục soát cắt cao sẽ có thể làm bọn kẻ trộm cùng đường làm bậy, ngộ nhỡ chúng đốt bỏ bộ Vĩnh Lạc đại điện đó thì sao? Có phải là hỏng bất việc lớn không? Lưu Dung, một tháng đã trôi qua mà Vĩnh Lạc đại điện đâu, bọn kẻ trộm đâu, ngay cả Đường Bảo Lương hiện ở đâu? Việc này, Hoàng thượng, Lưu Dung cố ý gỡ tội cho Đường Bảo Lương như vậy là ông ta đã có quan hệ gì với Đường Bảo Lương rồi? Lưu Dung ghê thật đấy. Quả nhiên là đã tham lam coi thường vương pháp, dám nhận hối lộ. Thần không dám. Thật không có như vậy đâu ạ. Khanh còn nói là không ư? Chẳng nhẽ nó có 4 chân để chạy ư? Xem ra thì Khanh đã cùng một ruột với Đường Bảo Lương rồi. Người đâu? Có. Hãy lột bỏ mũ của ông ta rồi giao cho đại lý tự xét xử. Vâng. Hoàng thượng bảo trọng. Không ngờ Lưu Dung lại là một tham quan. Thực là đã phụ sự trông đợi của trẫm. Đã phụ sự trông đợi của trẫm rồi. Việc kiểm tra đại kỳ ở kinh thành có quan hệ đến xã tắc của đại thành. Hòa ai khanh, Hoàng thượng, việc này trẫm giao cho khanh làm đó, nô tài tuân chỉ. Lưu An, này Lưu An lại đây. Hình như ta nghe thấy tiếng của lão gia thì phải. Lưu An, mở cửa đi. Đúng là lão gia rồi, nhưng sao lại không nói câu quan quan thư kiêu nhỉ? Đúng thế. Lão gia,
Mũ của ngài đâu rồi? Nó đã như chim bay đi rồi. Nếu không có lão vương gia nhà ta đứng ra bảo lãnh thì chắc là ta giờ này còn đang nằm trong đại lao của đại lý tự rồi. Đóng cửa lại đi. Lão gia, đứng dậy đi. Lão gia, ngày mai có thể rước ngài ngồi kiệu đến nha môn rồi ạ. Vậy thì phải cảm ơn các vị đó. Không dám. Các vị hãy nghe ta nói đây, ta nói thực nhé. Lão gia giờ đây đã bị bại quan thành dân thường rồi. Các người nghe đây, từ ngày mai trở đi, ta phải đến công trường đá để đục bia rồi. Cái kiệu này chúng ta cứ để lại. Để lại ư? Sao thế lão gia? Đã bảo đừng làm mà. Hãy nghe đây, nếu nhanh thì là 7 ngày, chậm thì là nửa tháng. Khi nào các ngươi nghe tin hoàng thượng biến công trường đá thì hãy khiêng kiệu đến đó đón ta. Lão già, hôm nay bốn anh em chúng tôi không khiêng kiệu cho quan, chỉ khiêng kiệu cho ngài thôi. Ngài thấy thế nào? Đúng, chỉ khiêng kiệu cho ngài thôi ạ. Khiêng kiệu cho một thường dân như ngài thôi ạ. Được, ta sẽ ngồi kiệu trong nhà mình vậy. Nào, một miếng ngọc như ý, 3 hòm vàng thoi, trân châu mã não mỗi thứ 1 hộp, một hộp ngọc phỉ thúy trắng. Hòa đại nhân, Bì Chức đã cho mang 3 vạn lạng bạc đến rồi ạ. Việc này khó làm lắm. Hơn nữa bản quan đâu có thiếu gì 3 vạn lạng để tiêu. Còn cả một miếng ngọc bích nữa, đó là báu vật gia truyền đấy ạ. Lần này bản quan lo chuyện kiểm tra đại kỳ ở kinh thành, không thể có sơ sẩy đâu. Ơn đại nhân cứ yên tâm mà chờ tin tốt lành đi. Tạ ơn đại nhân. Nô tài hòa thân tham kiến hoàng thượng. Ái khanh bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Việc kiểm tra đại kỳ ở kinh thành, khanh làm xong nhanh như vậy rồi ư? Khởi tấu hoàng thượng, việc hoàng thượng sai nô tài làm, nô tài không hề dám lơ là. Dù có 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng phải làm cho xong ạ. Lần này xin tiến cử 462 vị quan có thành tích tốt, cho bãi chức 13 viên tham quan ô lại. Xin hoàng thượng ngự lãm. Người đầu tiên mà Lưu Dung tiến cử là Đường Bảo Lương, còn người đầu tiên mà khanh đề nghị bãi chức
lại cũng là Đường Bảo Lương. Cái tay Đường Bảo Lương này quả là không thể tha tội được. Đã cho bắt hắn về trị tội chưa? Khởi tố hoàng thượng, hiện nay tạm thời vẫn chưa phát hiện được hành tung của hắn. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, nô tài đã ra mật lệnh cho các nơi, nếu phát hiện thấy hắn sẽ cho bắt giải về kinh ngay ạ. Lưu Dung làm trong 10 ngày, còn Ái Khanh chỉ làm trong 3 ngày thôi. Các quan lại trong ngoài triều còn chưa có gì thay đổi, thế mà sự đề bạt và giáng chức mà hai khanh đề nghị sao lại khác xa nhau như vậy? Khởi tấu hoàng thượng, nô tài cho rằng Lưu Dung không những lưng gù mà mắt cũng mù. Trong cái mắt của ông ta thì khắp trong ngoài triều từ trên xuống dưới đều đen xì xì, còn nô tài thì thấy hiện nay đang là thời kỳ thịnh trị vô cùng sáng lạn. Ái Khanh nói phải lắm. Ôn Quốc Khải, quan thủ bị ở Sơn Tây còn trẻ như vậy mà đã có thành tích về chính trị như thế thì thật là hiếm có. Quả thật là hiếm có. Hoàng thượng thật sáng suốt. Những người như Ôn Quốc Khải quả là những bậc tài năng lương đống của triều đình. Năm nào sông Vĩnh Định cũng dâng cao gây ngập lụt, đó luôn là nỗi lo lắng trong lòng Chậm. Chậm muốn tìm một người tài giỏi đi dọc bờ sông tìm hiểu, thăm dò để tìm cách trừ bỏ mối họa đó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hãy mau truyền Ôn Quốc Khải thủ bị Sơn Tây lên điện, Chậm muốn trọng dụng ông ta. Tuân chỉ. Hoàng thượng thật sáng suốt. Truyền Ôn Quốc Khải thủ bị Sơn Tây kiến giá. Ôn Quốc Khải kiến giá. Hòa Ái Khanh làm việc nhanh nhẹn, ngày đêm vất vả, lại đảm nhiệm việc kiểm tra đại kỳ ở kinh thành, san sẻ nỗi lo cho Chậm, có thể coi là tấm gương cho các quan. Chậm... Thần Ôn Quốc Khải khấu kiến hoàng thượng. Chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khanh là Ôn Quốc Khải à? Cậu của thần là Lý Nhị Cẩu ạ. Khởi tấu hoàng thượng, thần mới chính là Ôn Quốc Khải. Khanh bao nhiêu tuổi rồi? Thần không chịu nổi đòn đâu ạ. Xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng khai ân. Hoàng thượng thật sáng suốt. Hòa đại nhân, có nô tài. Đây là người hiền tài đặc biệt mà Khanh tiến cử với Chậm ư? Hoàng thượng. Không lạnh đâu ạ. Khởi tấu hoàng thượng, Hòa đại nhân còn trẻ nên chỉ cần mặc ít quần áo thôi, bị chức rất cẩn thận nên không sợ lạnh. Không sợ lạnh. Thôi thôi, Chậm niệm tình Khanh tuổi già nên hồ đồ, cho cách chức về quê. Cách chức về quê? Thưởng cho làm thị lang ư? Xin đa tạ long ân của hoàng thượng. Nhưng không biết là làm thị lang ở bộ nào ạ? Mau lôi ông ta ra ngoài. Ở bộ công ư? Khởi tấu hoàng thượng, bị chức không thạo về xây dựng, nếu được đến bộ lại quản lý việc thăng giáng chức thì còn được ạ.
Hòa Ái Khanh, Hoàng thượng. Hoàng thượng. Đấy là người do ông ấy đề cử đấy. Các vị đại nhân vui thì hạ quan cũng vui ạ.